Alo, các vị có nghe rõ không? Dạ, hôm nay chúng ta học cái chương mới, đó là chương Mục Tiền Liên. Chương Mục Tiền Liên. Mục Cà Lan đấy. Thì toàn bộ cái chương này đó là chỉ nói có một nói về một người, đó là Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên thì bữa làm một cái chuyện mà khó cho tôi mà cũng khó cho quý vị, đó là tôi phải giải thích cho các vị nghe về các cái tầng thiền. Ở đây trong kinh giải thích rằng đó là thời Đức Phật á, thì có vô số vị tăng ni cư sĩ đắc chứng thiền định. Thì thiền định ở đây là gồm từ sơ thiền sắc giới cho đến phi tưởng phi tưởng xứ của vô sắc giới nha, nhiều lắm. Nhưng mà có không, nhưng có một con số không có lớn, không có nhiều lắm, rất là hiếm. Đó là những cái người mà được Đức Phật đích thân này hướng dẫn á, thì con số đó không có nhiều. Mà hướng dẫn này thôi là thường là người chỉ gợi ý thôi, còn hướng dẫn mà từng bước đó là phải nói là mình thấy chỉ có một trường hợp viên. Tại sao vậy? Là bởi vì cái đó là cái phước phần của Ngài, cái tâm nguyện của Ngài từ nhiều đời, đó là kể từ khi mà phát nguyện trở thành được cái vị mà đệ nhị thinh văn dưới chân của Đức Phật Anumanasi. Cách nay đó là một a tăng kỳ và trăm ngàn đại kiếp. Một a tăng kỳ nhưng mà đại kiếp thì lúc đó là Ngài đã nguyện rồi, Ngài nguyện là trở thành một cái vị đệ nhị thinh văn mà, nhưng mà đệ nhất về thần thông. Thì trong suốt cái thời gian một a tăng kỳ 100.000 đại kiếp đó đó, thì Ngài gọi là quân tu cái thiện nghiệp. Quân tu tức là tích lũy thiện nghiệp, mà đặc biệt có một cái thiện nghiệp mà Ngài gọi là chú trọng nhất, đó chính là thiền định. Cũng giống như Ngài Sa Lợi Phất, khi mà phát nguyện là trở thành đệ thì do cái đại hạnh nguyện đó, nó khiến cho Ngài là cứ đời đời sanh ra là cứ là tầm sư học đạo. Còn như Ngài Anuruddha, tức là Anuruddha, thì nguyện thành vị đệ nhất thiên nhãn. Thì kể từ lúc đó trở đi thì thích thì cúng dường đèn đuốc ánh sáng tự nhiên. Còn Ngài A Nan thì nguyện trở thành đệ nhất là đa văn, đệ nhất thị giả, thì có cái tánh hiếu học đời đời không có dứt. Còn Ngài Si Va Lý thì nguyện trở thành vị đệ nhất về cái phước phước lộc tài lộc. Thì tự nhiên nó dục nó khiến mà cứ đời đời sinh ra cứ thích làm phước, thích bố thí, chứ không phải nguyện lần là được nha. Thì Ngài Mục Kiền Liên là suốt nhiều đời nhiều kiếp mà tu tập thiền định. Mà trong kinh nói nó có nói một cái người mà định nhiều quá đó, nếu mà không có quân bình năm quyền, tức là tinh tấn định định tuệ đó, thì không có quân bình đó, thì người định nhiều dễ buồn ngủ. Cái vị chờ cho một chút, chúng tôi không biết ai bấm tấm chuông nha. Alo, các vị còn nghe không? Dạ, xin lỗi vô cùng, đời ai cũng có cái bận rộn xíu thôi. Thì Ngài Mục Kiền Liên khi mà Ngài kiếp chót á, thì Ngài là bạn thân của Ngài Sa Lợi Phất. Bạn thân là sao? Bạn thân có nghĩa là bảy đời bảy thế hệ liên tục nha, bảy thế hệ liên tục. Thì đời ông Sơ, ông Sợ, ông Sẩm, rồi tới ông Cố, ông Nội, rồi ông Bố, rồi tất cả là bảy đời. Thì hai cái gia đình nó rất là thân nhau. Quý vị tưởng tượng bảy đời này có nghĩa là còn có nước non nào nữa, rất là thân. Thì ngày hai vị sinh ra trong gia đình đại gia phú hào giàu có, thì lúc còn thanh niên chưa có gia đình thì một ngày đó có lễ hội trong 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 trong, trong thành phố, hai vị mới đi đi dự cái lễ hội để chơi. Rồi lúc hai người ngồi, hai người bạn thân Khổng Tử mà ngồi coi người ta diễn kịch đó, thì hai vị có cùng lúc một cái suy nghĩ giống nhau, đó là
sau cái cuộc đời nếu mà trò hề nó giống như vở kịch quá đi, mới hồi nãy thấy đứng đó rồi cạp bắp rồi thì ăn chè ăn xôi, rồi bây giờ leo lên đó rồi phấn son rồi la hét rồi cười khóc rồi thì nhỏ lớn tuổi tác không quan trọng, cứ lên đó là ai muốn làm cha cha, muốn làm con thì con, thì đại khái như vậy. Thì hai người nhìn nó nản quá thì hai người mới cùng một lúc quyết định là không ở ngoài đời nữa mà đi tu. Đi tu thì mới là đi đê đi vào trong đi xuất gia với một ông thầy tên là ông Sanh Chế Giác về Lát Thi Ý Bồ Tát, tên ông dài vậy đó. Xuất gia mình mà hai vị thì dĩ nhiên là rất là thông tuệ, mà cái giáo lý của cái ông này thì không có cái gì là đặc biệt. Các vị xem ở trong cái bài kinh Sa Môn Quả Trường Bộ ha, thì sẽ biết cái quan điểm tri kiến của ông này ông nói cái gì nha, quan điểm tri kiến của ông này nói cái gì. Đại khái là cái trường phái của ông này là trường phái Đoạn Kiết, ông là Đoạn Kiết. Thì học thời gian vậy thì nản mà biết chưa biết tìm được con đường thứ hai để đi. Thì một ngày kia ngày Xá Lợi Phất, lúc đó còn gọi là thanh niên Upatissa, cái tục danh thế danh ngài Upatissa, ngày gặp ngài Asachi, tiếng Tàu âm là Mã Thắng ấy. Đi bát trên đường thì ngài nhìn cái oai nghi thế hạnh của vị này khoan thai đỉnh đạt thanh thản mà trong sáng, vị này thấy quý quá mới đi đến chào hỏi rồi được vị này dạy cho nghe một cái câu pháp, đó là vạn pháp tùy duyên sanh, vạn pháp tùy duyên diệt. Mà cái duyên sanh duyên diệt đó thì đã được Đức Thế Tôn nói rõ hết rồi. Thì chỉ nghe như vậy thôi, ngài Sa Phất thì ngài hiểu được lý tứ đế và duyên khởi, cùng một lúc ngài hiểu được lý tứ đế và duyên khởi, ngài chứng được sơ quả Tu Đà Quần. Rồi khi mà trở thành vị sơ quả, ngài biết ngài phải làm gì, rồi ngài trở về người tìm cái người bạn đệ của ngài là ngài Cô Ly Tá, tức là ngài Mục Kiền Liên sau này đó. Hai anh em ngài mới nhắc lại câu đó, thì vừa nghe xong là ngài Mục Liên cũng đắc quả Tu Đà Quần, cứ nghĩa là chấm dứt cái thân kiến và hoài nghi, trở thành thánh nhân, dự vào cái dòng thánh. Thì hai vị mới tìm đến Đức Phật và xin xuất gia. Thì suốt là nửa tháng mà sau khi xuất gia đó, thì ngài Mục Liên Tu Đà Quần nha, mà căn cơ thiền định là cực kỳ thâm hậu, mà chẳng những cực kỳ mà còn là số một, là hạng nhất đỉnh của đỉnh trong cái hàng tinh văn. Nhưng có một điều lúc đó là ngày mới sơ quả, cứ ngày ngồi thiền thì xếp chung như là ngày buồn ngủ. Cái câu chuyện này rất là quan trọng để cho bà con hôm nay mà đi hành thiền mà có buồn ngủ thì cũng đừng có lấy nó làm buồn, bởi vì mình phải nhớ rằng ngày Mục Kiền Liên là người tu hành cỡ nào mà cái chuyện buồn ngủ nó cũng có thể xảy ra, xá gì là mình nha, chuyện bình thường. Thậm chí thời Phật còn có những cái vị mà trước khi trở thành là đệ nhất là trí tuệ đệ nhất về pháp sư đó ha, còn là bị cái nghiệp tiền nghiệp quá khứ là coi như là học đạo coi như chậm nhớ người ta, chậm nhớ hơn cái nghiệp cái khiến ngày xưa mà trêu chọc khinh rẻ người mà già đó. Cho nên bây giờ sinh ra đó là trước khi mình đắc thành bậc đại giác đại thánh thì cũng lờ mờ trí nhớ cũng xúc kém thua mọi người nhiều lắm, tới thời đắc quả rồi cái nghiệp nó mới hết nha, thì chuyện bình thường. Chứ nhiều người bây giờ mình thấy họ chậm nhưng mà mai này mà họ quắc viên đại ngộ họ hơn mình gấp trăm gấp ngàn lần nha. Thì ngày Mục Kiền Liên ngày đó ngày bị cái bụng chứng buồn ngủ, cái người buồn ngủ hoài, và bên Miến Điện có một cái tấm hình mà cách đây không có lâu tôi có thấy, bây giờ tôi không nhớ nằm ở đâu, cách đây khoảng một tuần thôi, cái hình vẽ cái hình mà ngày Mục Kiền Liên ngày ngồi ngủ gục, rồi Đức Phật ngày mới xuất hiện để mà ngày hướng dẫn vị này cái cách mà thoát cái cơn buồn ngủ đó. Tôi còn nhớ trong kinh nói là Đức Phật dạy là hãy dùng nước 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 lạnh đấy để rửa mặt, rồi tự mình xoa bóp tay chân, rồi nhìn lên sao trời nháy mắt đại khái, hoặc là đi tới đi lui co duỗi vẫn tiếp tục buồn ngủ, hoặc là niệm cái đề mục ánh sáng. Thì có nhiều cách như vậy. Thì đây chính là cái duyên sự đó. Cho nên khi mà Đức Phật mà ngày hướng dẫn ngày Mục Kiền Liên thì từng bước trước hết là ngày hướng dẫn ngày Mục Kiền Liên cái cách là sao đừng buồn ngủ nữa, rồi sau đó nó là ngày mới hướng dẫn ngày Mục Kiền Liên đi từng bước. Nhưng mà các vị đừng có tưởng ngày Mục Kiền Liên chậm, không có phải nha, nhưng mà đó là bởi vì với cái sự hướng dẫn của Đức Phật thì cái thiền định mà ngày chứng được nó ghê gớm hơn người khác. Có nhiều cách để mà quán niệm một cái đề mục,
ví dụ như là hơi thở hay là xanh vàng đỏ trắng hay không, ánh sáng, đất nước lửa gió, vân vân. Thì có nhiều cách, thì cái cách mà Đức Phật hướng dẫn cho ngài Bồ Kiền Liên để biến ngài Bồ Kiền Liên sau này khi mà đắc thiền rồi đó, trở thành một người gọi là đệ nhất thiện xảo, có nghĩa là có thể trong một nháy mắt mà có thể hóa hiện nhiều cái loại thần thông khác nhau. Ngoài cái căn cơ bản thân ra là còn cái kỹ thuật được học từ Đức Phật, phải nói như vậy. Đó là cái duyên sự của về của cái loạt loạt kinh này. Còn tiếp theo đây đó là tôi giảng cho bà con nghe về cả cái tầng thiền. Cái chuyện nó như thế này, bà con còn nghe rõ không? Alo. Dạ rồi. Cái chỗ này nghe cho kỹ nha. Muốn đắc sơ thiền thì chuyện đầu tiên là mình phải lìa bỏ năm triền cái. Mà năm triền cái là gì? Năm triền cái là tham dục sân độc sân hận đó, rồi trạo hối, rồi hôn thủy, rồi hoài nghi. Mà nói như vậy thì đối với người sơ cơ không biết gì họ cũng mơ hồ, cho nên tôi phải nói thêm một chuyện nữa. Chúng sanh trong đời nó chia làm bốn hạng. Hạng thứ nhất ấy, là chìm sâu trong năm dục, tức là thích ăn uống ngủ nghỉ. Cái hạng thứ hai đó là thích thú trong cái thiền sắc giới. Là sao? Là có những người họ chán dục quá đi, họ chán dục, họ thấy cái chuyện mà ăn uống ngủ nghỉ, nhà cao cửa rộng, rồi tình cảm nam nữ, quan hệ xã hội, họ thấy nó cứ lây quay lẩn quẩn, nó không có đi đâu tới đâu hết. Cho nên họ chán. Và trong số những cái người mà chán này nè, cứ 1 tỷ người đó mới có một người nha, 1 tỷ người mới có một người. Tức là trong thiên hạ 1 tỷ người mới có một người biết chán. Mà trong 1 tỷ người biết chán là mới có một người mà họ do cái tiền duyên, cái phước cũ phước xưa, họ mới là có người thì do thầy hướng dẫn, có người thì tự mình nhìn vào một cái gì đó, ví dụ nhìn vào cái hơi thở, hoặc nhìn vào cái màu xanh của lá, nhìn vào cái mặt nước đang chảy, nhìn vào một cái ngọn lửa đang cháy, thì họ thậm chí họ nhìn chiếc vòng mà đeo tay á. Hoặc là nhìn một cái gì, một cái trái cây, một chiếc lá màu vàng, nói chung là màu xanh, màu á, màu sắc, họ nhìn xanh vàng đỏ trắng, hoặc họ nhìn những cái vật chất như là đất nước lửa gió, họ chỉ với cái tâm nhàm chán các dục, họ chỉ nhìn thôi, họ chỉ nhìn vào những cái thứ đó, tự nhiên tâm họ định, rồi họ đắc thiền. Mà đắc thiền là sao? Tức là ngay khi mà họ đắc thiền ấy, thì họ lập tức họ không còn thích ở trong năm dục nữa. Mà hồi nãy tôi nói rồi, trong 1 tỷ chúng sanh mà phàm phu chỉ có một người biết nhàm chán, mà trong 1 tỷ người biết nhàm chán thì chỉ có một người mới đạt được cái thiền định thôi. Khó như vậy chứ không phải dễ nha. Còn mà những người mà hôm nay mà quý vị nghe họ nói là bây giờ gia đình tôi chán quá, ba má tôi sao tôi chán quá, vợ con tôi sao tôi chán quá, chồng tôi sao tôi chán quá, chùa miếu gì đâu mà tôi chán quá, tăng ni bạn đạo tôi chán quá, bây giờ tôi bị bệnh hoạn, tôi già cả, tôi chán quá, tình hình chính trị trong nước quốc tế rồi tôi chán quá, rồi xã hội, rồi tâm linh, rồi cái gì, nói chung là tôi chán cái này, tôi chán cái kia. Nhưng mà nó thiệt nha, một là họ chán nhất thời, có nghĩa là mai này tình hình nó thay đổi là họ hết chán. Điều thứ hai là kiến thức của họ nó hạn chế, cái trí tuệ của họ nó có giới hạn, cho nên họ thấy không có nhiều. Mà chính vì họ thấy không nhiều cho nên cái chán của họ nó không có tới nơi tới chốn, có nghĩa là họ chán trong cái này nhưng mà sẽ thích trong cái khác, mà chẳng qua trước mắt là họ chưa tìm ra cái khác để họ thích thôi nha. Sẽ gì đó là lý do tại sao mà tôi nói rằng là chỉ tìm ra được cái người biết chán, chán năm dục đó, là đã là cực kỳ khó khăn, mò kim đáy biển nha, kể cả mấy người trong rung. Cứ nghĩ là ta hiền, ta học đạo, ta thấy những kinh nói về sự chết, về thể trược, kinh nói về dòng sanh tử sa đọa rồi tùm lum hết, mình thấy ngán quá. Nhưng mà nó thiệt nha, cái gì đừng có buồn, chứ cái ngán đây đó là phải cái ngán cỡ nào kìa mới đắc thiền được, mới tu thiền được,
Chứ còn miệng mà nói ngán, nhưng mà sáng ngán, trưa không ngán, trưa ngán, chiều không ngán, chiều ngán mà tối nó không chịu ngán, tối nó ngán mà khuya nó không chịu ngán, cái thứ nó sàn có được nha. À, phải nói rõ như vậy. Cho nên cái hạng thứ nhất là chìm sâu trong năm dục, từ con sâu cái kiến, con trùng, con dế, ảnh hương, đến các cái loài mà độc xà mãnh thú, rồi tên đến con người, rồi đến các loài dục thiên. Thì đó là những cái loài mà có như chìm sâu trong năm dục, buồn vui trong năm dục, sống chết trong năm dục, này gọi là loài dục giới. Cái loại thứ hai là biết chán dục để hướng đến thiền định. Thiền định mà đây là thiền định, nó có chia hai, đó là thiền định mà bằng các cái đề mục vật chất. Ví dụ như là mình muốn đắc thiền mà mình phải dựa vào những cái đề mục mà sờ được, ví dụ như là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, niệm hơi thở, niệm thể trược, niệm hài cốt, vân vân. Thì dựa vào những cái đề mục vật chất này mà đắc thiền, có được cái tâm định từ sơ định trở lên thì gọi là thiền sắc giới. Rồi trong số những người đắc thiền sắc giới này có một số rất là ít, họ chán đó, họ thấy rằng nó còn bị lệ thuộc vật chất thì còn dở, còn bị hạn cuộc, còn bị biên giới, còn bị bờ mé, còn bị giới hạn. Họ mới nhàm chán cái thiền sắc giới, họ mới hướng đến cái tầng thiền vô sắc giới. Hồi nào thì mình muốn có thiền thì mình phải niệm đất, nước, lửa, gió, còn bây giờ thì không. Khi đắc tới cái tầng thiền thứ năm, tầng ngũ thiền sắc giới, nếu một cái người mà đại căn đại duyên thì họ mới chán luôn cả cái ngũ thiền sắc giới, họ mới chán bằng cách họ suy tư thế này. Còn sống ở trong cái thế giới mà vật chất, nội tâm mà còn biết tới cảnh vật chất thì nó còn giới hạn. Cái gì mà không có giới hạn? Chỉ có hư không thôi, chỉ có hư không thôi. Tôi nói rõ, hư không nó có hai đề mục. Hư không, đề mục hư không thứ nhất là một cái khoảng hở, một cái khe hở, một cái lỗ trống nào đó, rồi mình niệm hư không, hư không, hư không, lâu ngày mình đắc thiền định, đắc thần thông. Cái hư không đó là hư không của thiền sắc giới. Còn hư không của thiền vô sắc giới là cái khoảng không vô tận bao la, không bờ mé, không biên tế của vũ trụ nha. Thì vị đó mới thấy rằng cái còn mang cái thân này, cái đầu còn nghĩ tới đất, nước, lửa, gió, còn nghĩ tới hào quang, còn nghĩ tới chỗ ở, còn nghĩ đến chỗ đi lại thì còn kém quá. Bây giờ làm sao đừng có lệ thuộc vật chất nữa, vì nó mới tác ý đến hư không. Thì khi với cái định lực của một người mà đặt ngũ thiền sắc giới, khi mà họ tác ý đến, họ chỉ cần họ chú nguyện thôi, hư không là vô tận, thì lập tức ngay lúc đó họ đắc tầng thiền vô sắc giới đầu tiên, đó là hư không vô biên. Mà nó có sự khác biệt nào mà không đắc? Có nghĩa là nếu mà mình đắc ngũ thiền sắc giới mà mình không có chán ngũ thiền sắc giới thì mình sẽ sống trong cái tầng thiền đó cho hết tuổi thọ, rồi mình quay trở xuống rồi dục giới trở lại tiếp tục. Còn riêng cái người mà họ nhàm chán cái sắc giới, họ chỉ cần mà họ tác nguyện đó là hư không là vô biên, thì khi mà họ chìm sâu ở trong cái tâm niệm này, họ sẽ lập tức họ chứng được cái tầng thiền vô sắc đầu tiên. Cái tuổi thọ nó gấp nhiều lần, nó là 20.000 đại kiếp, 20.000 đại kiếp. Kiếp trái đất á, lập tức họ có một tuổi thọ 20.000 đại kiếp. Rồi có người họ mới nhàm chán cái tầng thiền đầu tiên, họ nghĩ rằng hư không là vô biên, nhưng mà còn bị tâm biết, cho nên họ mới thấy rằng cái tâm nó mới là vô biên. Khi mà họ chỉ nghĩ rằng tâm là vô biên chứ không phải hư không là vô biên, thì khi họ nghĩ như vậy họ đắc cái tầng thiền thứ hai là thức vô biên xứ. Nhưng mà đến cái tầng thứ ba đó, cái người mà hữu duyên đại phúc đại trí, họ thấy rằng cái tâm biết, đó là cái tầng hư không vô biên, mà cái tâm nó cũng bị cái tâm biết, tức là cái tâm nó biết cảnh hư không là nó ngon lành rồi, nhưng mà bản thân cái tâm nó cũng bị cái tâm biết, thì vị này mình cùng lúc nhàm chán cả cái hư không và cả cái tâm, nhàm chán cùng lúc cả hai thứ. Vị này thấy không có cái nào hết, hai đứa nào cũng dở hết, nách thì kinh chi, tức là hai bay đứa nào cũng tệ hết. Thì khi mà vị đã nhàm chán cả hai thứ đó, vị đã chứng tầng thiền thứ ba, đó là vô sở hữu xứ. Cái chữ sở hữu đây nó không phải là possessive, nó không phải là quyền sở hữu, mà sở hữu đây là cái có. Vô sở hữu là không có gì, tức là không có hư không mà cũng có thất luôn. Thì vị nó mới chứng tầng thứ ba, đó là tầng vô sở hữu xứ Akinchanya Yatana. Rồi đến cái tầng thứ tư, có nghĩa là với một cái người đại căn đại phước, khi mà chứng cái tầng thiền thứ hai, đó là nếu mà họ sanh về cõi phẩm thiên vô sắc. Tầng thứ nhất thì họ sống được 20.000, tầng thứ hai thì họ chứng cái tâm thức của mình chỉ sống được 40.000 đại kiếp. Và khi mà họ chứng được cái tầng thiền thứ ba đó, họ
sau 60.000 đại kiếp. Và đến cái tầng thứ tư là sau khi mình người ta đủ duyên đủ phước, người ta chán cả cái tầng thứ ba, thì ngay cái lúc mà họ thấy tầng thứ ba vẫn còn là thấp kém, phải vì có cái nào nó hơn cái này nữa nè, thì khi mà họ chỉ cần có cái tâm nguyện là có cái nào hơn cái này, thù thắng hơn cái này nữa, chỉ còn cái tầng thứ ba là nản quá, thì khi họ có một cái suy nghĩ là có cái nào hơn cái này nữa nè, thì lúc đó họ đặt cái tầng thứ tư là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Có nghĩa là cái tầng thứ ba lúc này nó được nâng cấp, nó được gia cố, có nghĩa là nó vi tế hơn, nó vi tế đến mức nói có cũng không đúng mà nói không cũng không đúng, nó vi tế đến mức như vậy, nó còn nó chỉ là một cái gì đó phản phất thôi. Nó vi tế đến mức như vậy cho nên nó được gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Và chúng sanh phàm phu á, nó chia là nhiều hạng. Hạng thứ nhất là chìm sâu trong cảnh dục, thứ hai là chìm sâu trong thiền sắc, hạng thứ ba là chìm sâu trong thiền thiền vô sắc. Nhưng mà trong đời này nó còn có cái lỗi thứ tư nữa, có nghĩa là khi mà đức người ta nghe Phật pháp, người ta thấy rằng có đi cõi nào đi, nhưng mà hễ mà còn là phàm thì thế nào nó cũng có lúc nó quay trở xuống. Các vị còn nhớ cái đơn vị gốc không? Alo. Đơn vị gốc có nghĩa là trong các tâm á, thì cái tâm cao, trong tâm phàm á, cao nhất là phi tưởng phi tâm thì vô sắc, thấp hơn một chút là thiền sắc, thấp hơn một chút là tâm thiện dục giới, mà thấp hơn nữa là tâm bất thiện. Thì cái tâm bất thiện là đơn vị gốc, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình tung tăng cỡ nào đi nữa, chỉ cần mà mình hết phước ở cõi phạm thiên, hết phước làm đế thích chuyển lưng vương, hết phước làm ác ma thiên tử, hết phước làm dục thiên, hết phước làm nhân loại, chỉ cần anh không còn phước nữa thì tự động anh sẽ không cần một sự cố gắng hết nha. Cái này phải ghi rõ rõ, không cần một sự cố gắng nào hết mà vẫn đến được gọi là đơn vị gốc. Rồi tâm cũng vậy, tâm cũng vậy. Tâm thiền, anh muốn có tâm thiền anh phải nỗ lực le lưỡi luôn anh mới có tâm thiền, sơ nhị tam tứ thiền, rồi thiền sắc, thiền vô sắc. Rồi tâm thiện cũng vậy, anh muốn có tâm thiện, anh muốn có cái lòng hào sảng bố thí, anh mới có muốn có tàm quý để giữ giới, anh muốn có cái lòng vị tha để phục vụ, anh muốn có cái lòng hiếu học để nghe pháp. Những cái đó nó khó lắm, anh phải có trau dồi. Nhưng mà riêng cái tham sân si này, tôi xin hứa với bà con khỏi trau dồi. Chỉ cần sống như ý mình thích thì bỗng nhiên ta rớt một cái xuống thẳng 12 tâm bất thiện nha, yên tâm cái vụ đó. Cho nên á, 12 tâm bất thiện mở một đơn nha, tức là 8 tham nè, rồi 2 sân nè, rồi 2 si nè, là đơn vị gốc nha. Không cần cô cũng có. Và do đó bốn cõi, không phải cõi mà bốn cảnh giới, đúng rồi, bốn cảnh giới, bốn cảnh giới đọa xứ là đơn vị gốc. Là vì sao? Là vì ta không cố gắng gì hết, tự nhiên là chỉ cần mà ta cứ sống thật ta, là tự nhiên ta lọt cái ọt xuống dưới thôi nha. Cho nên bữa nay tôi mượn cái chương kinh này để tôi vẽ ra cho bà con một cái bối cảnh chung của cái gọi là tam giới. Thì trong kinh nói rằng đó, cứ mỗi một cái thế giới như vậy, nó gồm có các đủ các tầng sơ nhị, các tầng tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn hồi nãy tôi nói có cái hạng chúng sanh thứ tư đó, là cái hạng này khi mà nghe Phật thuyết pháp rồi họ mới chán, họ mới chán ba cõi luân hồi này, dục sắc vô sắc, họ mới gọi là tu tập tứ niệm xứ, quán chiếu danh sắc năm uẩn 12 xứ 18 giới, để họ thấy rằng nó là vạn hữu là do duyên mà có rồi phải bị mất. Nếu mà tức là cái phước thiện đời xưa mà nó hội đủ đó, thì khi họ quán chiếu như vậy họ sẽ chứng quả sơ nhị tam tứ đạo, rồi họ niết bàn luôn nha. Còn không đó, thì cứ gieo duyên, khi nào nó đủ tự nhiên nó đắc, nó không còn luân hồi nữa. Thì cái hạng thứ tư này là hạng hiếm nhất, cái hạng tu thiền, thiền quán nha. Tất cả chư hiền thánh, chư Phật ba đời đều lọt vô cái hạng, đều nằm ở trong cái hạng thứ tư này nè. Tức là nhàm chán mọi hiện hữu, thấy vạn hữu là do duyên mà có rồi phải bị mất nha. Rồi cái hạng thứ tư này thì là một cái bức tranh tổng thể về thế giới là sao? Có nghĩa là mỗi một cái đơn vị pháp giới mình gọi là thế giới đó, nó gồm có các cõi đọa nè,
có các cõi dục thiên nè, có cõi nhân loại nè, có các cõi phạm thiên sắc và vô sắc. Thì nguyên một cái group như vậy nó gọi là một thế giới. Mà thưa với bà con, 1.000 cái thế giới như vậy nó mới làm nên một cái tiểu thiên thế giới, mà 2.000 cái tiểu thiên nó mới làm nên một cái trung thiên thế giới, và 2.000 cái trung làm nên một cái đại thiên thế giới. Và nó có vô số, và vô số nó có n cái đại thiên thế giới như vậy nha. Và mình cứ sầu quân, mình cứ đi tùy duyên ha. Tùy duyên nó đẩy mình, mình tạo cái thiện nghiệp ác nghiệp đó, mình hợp với cái gì thì nó sẽ đẩy mình đi về cái cảnh giới tương ứng. Và mình có thể luân lưu trong vô lượng vũ trụ, chỉ có một hạng duy nhất là không có đi tùm lum, đó là các vị đã được thọ ký. Từ toàn giác, độc giác đến đại tinh văn. Đại tinh văn là sao ta? Đại tinh văn phải mở một đơn, là có cái biệt hạnh á, ví dụ như là biệt hạnh là gì ta? Biệt hạnh như lễ nhất kia đó, thì những vị này khi mà được thọ ký rồi đó, thì họ ở trong một cái universe, ở trong một cái galaxy đó hoại, thì họ cứ cũng quẩn quanh trong cái galaxy đó, ở những cõi cao hơn. Rồi cái họ chờ khi nào mình trái đất hình thành nó trở xuống, thí dụ như vậy, họ cứ quẩn quanh trong một cái thái dương hệ, trong một cái vũ trụ thôi, họ không đi ra ngoài. Bởi vì họ phải gieo duyên với sư phụ của họ. Thí dụ như một vị Bồ Tát chánh đẳng giác được thọ ký rồi, thì vị đó phải luân hồi trong cái cõi, trong cái thế giới đó thôi, để gieo duyên với những chúng sanh trong cái thế giới đó. Còn không đi ra ngoài cái thế giới này khác. Còn vì hai vị trí thượng tinh văn, hay là những cái vị mà đại tinh văn cũng vậy. Có là họ phải đi theo sư phụ của họ, như ngày A Nan, ngày Ca Diếp, ngày Mục Kiền Liên, ngày Sa Bà Phất, cứ gắn liền với Bồ Tát Thích Ca nha. Còn ngoài ra những vị này như mình chẳng hạn, thì coi như mình gọi là suốt mùa mình có thể đi bất cứ nơi đâu, miễn là cái nghiệp nó tìm chỗ nó gã mình, nó tìm cái chỗ nó gửi mình. Ví dụ như bây giờ, nhưng mà con khủng long á, quý vị tưởng tượng đi, trong cái điều kiện thiên nhiên, môi trường sinh thái của trái đất hiện giờ, thì làm sao mà có chỗ cho tôi ở đi? Mà cái nghiệp của tôi là phải làm con khủng long, tôi phải nặng 30-40 tấn, ha, cái cổ tôi nó dài sọc, tôi phải dài 20-30 mét, mà cái miệng của tôi nó phải nhỏ hơn cái thân của tôi. Mà quý vị tưởng tượng cái tướng của tôi mấy chục tấn, mà tôi sống trên cạn làm sao tôi sống? Thời nay chỉ có cá nhà tán là 30 tấn, 20 tấn ở cái biển, bị biển có chỗ chứa. Chứ còn trên đất liền mà một cái con thú mà nó dài mấy chục mét mà nó nặng mấy chục tấn thì có chỗ nào chứa nó đây? Đấy. Còn quý vị hỏi tôi nghiệp nào mà sanh làm khủng long, thì tôi nói nó có tới 1 tỷ cái nghiệp. Là ví dụ như giờ tôi có cái nghiệp phải làm cái loài ăn cỏ nè. Rồi do một cái nghiệp nào đó, tôi phải có một cái thân tướng nó to lớn nè, cái trọng lượng của tôi phải là nặng nề nè, cái sức vóc của tôi phải khổng lồ hoành tráng nè. Nó có những cái nghiệp nó tạo nên cái đó. Là bây giờ cái nghiệp tôi làm muốn làm khủng long đó, thì nó phải kiếm chỗ nó gã rồi chứ. Tôi qua một cái thế giới khác để mà tôi có thể làm con khủng long. Hoặc là có những cái loài mà nó tuyệt chủng rồi, bởi vì cái nghiệp mà tương ứng với cái loài đó nó không còn nữa. Đại khái như vậy, nghiệp dẫn mình đi, mà chỉ còn là chỉ trừ ra những cái vị kia không có đi mà thôi. Nhớ nha, thì nãy giờ tôi đi một cái vòng mà nhiều người mới nghe tưởng giống như tôi lạc đề, tại sao tôi giảng về thiền mà tôi đi xa quá vậy. Bây giờ tôi mới trở lại thế nào là các tầng thiền. Đấy. Các chi thiền thực ra chỉ là những tâm sở ai cũng có. Với người không tu thiền thì đó chỉ là những thành tố tâm lý phải có cho một cấu trúc hay là cơ cấu tâm lý. Như bù lon con tán trong một cỗ máy. Đối với người tu thiền thì các
Kỳ thiền lúc này có thêm một cái tác dụng riêng. Biết có nghe kịp không ta? Alo. Thí dụ như bây giờ tôi là một người nội trợ đi, thì con dao đó nó chỉ là con dao trong bếp thôi nha, chỉ là con dao trong bếp. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà gọi là lúc nào cần mà đi rừng mà trong nhà tôi thì không có cái gì ngoài đó con dao, khi mà cần mà ban đêm mà nghe tiếng động mà cần có cái gì cầm lên tay cho nó chắc ăn để mà đi ra mở cửa đó, thì lúc bây giờ con dao nó không còn là cái dụng cụ làm bếp nữa, mà lúc bây giờ nó trở thành là một cái món vũ khí tùy thân. Cái bị nghe kịp không? Alo. Rồi ngủ hết rồi, ngủ sạch, ngủ sạch sẽ rồi. Có nghĩa là cũng con dao đó, nhưng hỏi có nghe không, cứ chắp tay mới ghê chứ. Có nghĩa là những cái tâm sở mà tầm tứ hỷ lạc định này nè, đối với người không tu thiền cũng có, nhưng mà nó có như là những cái linh kiện, những cái thiết bị, những cái bộ phận, những cái cơ phận ở trong một cái cỗ máy thôi, trong cho một cái cấu trúc và một cái cơ cấu tâm lý thôi. Nhưng mà đối với người tu thiền thì lúc bây giờ những cái thứ này nè nó có một tác dụng khác. Ví dụ như tâm. Tâm á, đối với người không có tu thiền á, tâm là gì? Tâm là cái sự hướng tâm đến cảnh. Còn tứ là cái sự hỷ, là cái cảm giác vui của tâm. Là hỷ là cảm giác nó là thỏa mãn của tâm, còn lạc là cái cảm giác dễ chịu của tâm. Định là cái sự tập chú vào một cái vấn đề gì đó. Ví dụ như mình giờ mình làm bếp, mình cũng phải có sự tập chú. Mình lái xe, mình cũng có sự tập chú. Tập chú tức là tập trung tư tưởng, sự chú tâm đó. Rồi mình mai vá, hay là mình quét dọn, hay là mình leo trèo, là thậm chí mình lên cái chuyện mà mình bắt mình xỏ chân đôi dép, cũng phải có một chút xíu định tâm trong đó mình mới mang đôi dép được. Mà vì nó quá nhanh đi, chứ mình không có ngờ là lúc mình xỏ chân đôi dép cũng phải có cái định nha. Thì như vậy là năm cái này là năm bình thường, nó chỉ là năm cái tâm sở chứ không có cái gì cao siêu hết đó. Nhưng mà nói với người tu thiền đó, thì lúc bây giờ tâm ở đây nó là cái gì? Mỗi khi nó là hướng tâm đến tất cả cảnh, mà bữa nay nó hướng tâm đến cái đề mục thiền. Thì khi mình đang niệm hơi thở ra nè, vào biết vào, dài biết dài, ngắn biết ngắn, thì khi mình hướng tâm đến cảnh, cái khía cạnh hướng tâm nó được gọi là tâm. Còn mình quan sát cái cảnh đó được gọi là tứ. Thì trong kinh mô tả đó, từ xa mà bay đến cái hoa này gọi là tâm. Còn ông á, động tác mà từ xa bay đến là tâm, mà nó cứ rà rà, nó cứ đảo quanh cái bông đó, thì nó gọi là tứ. Còn nghĩ là thỏa mãn, có nghĩa là lúc nó nếm cái mật của cái hoa trên cái bông đó, cái phấn và cái mật. Còn lạc như là nó no, nó vui rồi, nó thoải mái nhẹ nhàng. Còn định là nó đậu yên, nó đã tới, nó đã no, nó đã tới chỉ, thì nó đậu yên, nữa là gọi là định. Là ví dụ nôm na để hiểu vậy thôi. Có nghĩa là một người không có tu thiền nha, thì năm cái này nó có, nhưng mà nó không có tác dụng như là một người có tu thiền. Đối với một người có tu thiền thì chính năm cái chi thiền này nè, nó hỗ trợ cho mình á. Tôi nhắc lại, năm chi thiền hỗ trợ cho hành giả đối phó năm thiền cái. Xin gì ta? Xin cái gì nữa? Xin xem lại trong A Tỳ Đàm một của ai ta? Của người đang hầu chuyện. Đó, cái cuốn này đó là bắt buộc. Tôi không có quảng cáo sách, nhưng mà tại sao tôi không có kể ra đây là bởi vì nó có một chút tranh cãi. Nó có một chút tranh cãi giữa nhiều tài liệu. Là có những tài liệu họ nói tầm là nó trừ cái, nó đối phó với cái gì, tứ nó đối phó với cái gì. Cho nên ở đây bà con mình làm ơn mở nó ra, bà con coi giùm. Bây giờ tôi hoàn toàn có thể lấy cuốn sách nó ra được nè nha. Nhưng mà bây giờ bà con có muốn chờ tôi lấy ra tôi đọc cho bà con nghe hay không? Hả, muốn chờ thì vô tôi lấy cuốn sách ra đọc cho nghe. Còn không thì quý vị tự đọc nha. Tôi chỉ giảng cho nhanh thôi. Tức là năm cái chi thiền này mỗi khi đó, nó là năm cái thành tố tâm lý phải có trong cái cấu trúc
tâm lý của mình mà thôi. Nhưng mà đối với năm, đối với hành giả tu thiền thì lúc bây giờ nó trở thành năm cái món khí cụ, năm cái lợi khí để mà đối phó với năm thiền cái, đó là tham dục, sân độc, hoài nghi, trạo hối và hôn thụy. Nhớ nha, đấy, nhớ cái đó, nhớ cái đó, tập đọc cho giùm cái. Mà tôi cũng phải khoe thêm một cái, bà con nào đã coi rồi thì thôi, mình chưa coi tôi phải khoe. Là trong quyển A Tỳ Đàm này nói rất, tuy là nói là nói về A Tỳ Đàm nhưng mà nói rất rõ, nói khá rõ về năm chi thiền, về năm triền cái, và có cho ví dụ rất là đàng hoàng. Ví dụ như cái tâm mà dục nhiều được ví dụ giống như cái gì, à, cái tham, bản thân tham dục nó giống như cái gì, rồi sân nó giống như cái gì. Quý vị đừng tưởng ví dụ đó là nó tầm thường, mà ví dụ đó là trong kinh chính Đức Phật ngày dùng cái ví dụ đó, ngày có lý do để ngày dùng ví dụ đó. Và bản thân cái người mà bị tham dục đó, tham dục hoặc sân độc chi phối, thì họ giống cái gì, tức là nhiều cái ví dụ khác nhau do chính Đức Phật. Cái cảm giác của sơ thiền nó giống cái gì, nhị thiền nó giống cái gì, rồi cái ví dụ cho năm triền cái đó nó giống năm hình ảnh gì, và cái người mà bị năm triền cái thì được Đức Phật này mô tả bằng năm cái ví dụ gì. À, cái phần này tôi cố ý để cho bà con đọc lại cho nó đã con mắt, ở trong cái quyển A Tỳ Đàm một nha, làm ơn kiếm quyển đó giùm. À, và quyển đó bây giờ tôi bán cũng chưa có hết nữa, cho nên bà con làm ơn coi giùm, mua để mà tôi sống nha. Ok. Bây giờ thì tôi quay lại cái đề tài của cái chương này. À, đúng là nãy giờ đang giải, cần phải quay, mình đang ở trong đó mà cần gì quay nha. Có nghĩa là tại sao có cái thiền là bởi vì có những người họ nhàm chán tham dục, đó là chuyện thứ nhất. Mà tại sao mà có cái chuyện chi thiền ở đây là bởi vì khi mà anh muốn đắc thiền thì anh phải bỏ năm triền cái, mà năm triền cái thì anh phải có năm cái chi thiền. Cái việc mà có năm chi thiền, có năm chi thiền và bỏ năm triền cái, đây là hai cái việc mà anh phải làm cùng một lúc để anh mới có thể đặt chứng sơ nhị tam tứ thiền sạch ghê. Và cũng phải nói thêm cho bà con tại sao thiền nó quan trọng, bởi vì chính trong kinh nói không giới thì không định, không định thì không tuệ, không tuệ không giải thoát, không giải thoát thì mãi mãi còn sanh tử nha. Cho nên á, cái định nó chính là định học, nó là giai đoạn thứ hai của người cầu đạo giải thoát, nó quan trọng cực kỳ nha. Và phải nói thêm á, là tại sao có đập thủy điện, là bởi vì nước mà để nguyên nó thì cái dòng chảy của nó lúc yếu lúc mạnh, mùa lũ về thì nó là cuốn phăng vạn vạn vật, nhưng mà nhằm cái mùa khô thì nó làm sao ta, nó yếu xìu à nha. Trong khi đó người ta làm đập thủy điện là để người ta lấy cái sức mạnh của nước để đẩy cái túc pin, nó tạo ra cái dòng điện nha, người ta gọi đó là thủy điện nha. Thì thiền quán ý tức là định học cũng vậy, cái tâm mình để cho nó muốn lăn xăng, muốn đi đâu nó đi, nó yếu xịu, nó không có làm ăn được gì hết. Nó giống như nắng mặt trời thì nhiều lắm là nó rọi cho mình bị nóng vậy thôi. Nhưng mình dưới cái kiến hội tụ magnifier đó, mình cái kiến lấp đó, thì cái ánh, cái sức nóng cái mặt trời đó, cái nhiệt lượng từ mặt trời nó được tập trung một điểm, nó có thể làm cho cháy da cháy thịt. Cách đây không lâu có một ông cụ ở cái nhà già bên Đức ấy, ông kiện mà ông cũng được thắng, ông kiện cái nhà già chỗ là thờ ơ không chăm sóc ổng, lại là ổng vừa già mà ổng cũng hơi lẫn, chứ không lẫn lắm, hơi lẫn, lúc nhớ lúc quên. Buổi sáng ông ngồi ông đọc báo mà ông đọc không thấy đường, cho nên ông lấy kiến lúp ra ông rội trên cái tờ báo, mà tờ báo cũng để trên đùi á. Ông rội làm sao không biết, mà tờ báo nó bị lủng rồi thì nó cháy xuống cái đùi của ông nha. Thì nói như vậy cho bà con thấy rằng cái ánh nắng mặt trời, tại sao bao nhiêu người không có bị cháy, cháy cháy đùi, mà ông này bị cháy là bởi vì cái ánh nắng nó gom lại trong cái kiến lúp. Cũng vậy, thiền định là mình biến cái sức mạnh tản mát của cái tâm của mình vào thành một cái nguồn năng lượng, một cái nguồn năng lượng gọi là tập trung. Cái tâm nó lăn xăng làm sao mà quán chiếu danh sắc hiệu quả được, thưa quý vị, rất là khó. Trong khi cái người mà họ có cái trao dồi định tâm á, tức là trước khi mình tu thiền nhìn tứ niệm xứ đó ha, tức là quan sát ở đây là đi ngang, đứng ngang, nằm ngang, ngồi ngang, rồi thở ra dài, thở vào biết dài, rồi thở ra bằng tâm sân nha, rồi thở vô bằng tâm sân biết nha. Thì khi mà anh muốn làm chuyện đó mà ngon lành đó, anh phải có cái định nó mạnh, có nhiều cái thiền điện bên miếng điện trước khi họ cho mình tu thiền chỉ, họ bắt mình trước khi tu thiền quán
cái niệm xứ bắt vào tu thiền chỉ trước, cũng như là bên Thái Lan cái dòng thiền của bà Chanep là trước khi mà anh muốn tu tứ niệm xứ là anh phải học A Tỳ Đàm trước nha. Còn bên Miến Điện thì nó còn thêm cái đòi hỏi, nó thiền quán thì anh phải có trải qua một thời gian tu thiền chỉ, có nghĩa là anh không có danh sách, anh không có quán chiếu cái gì hết, anh làm ơn anh cứ tập chú vào một cảnh cho tôi, anh cứ niệm đất 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 quà miếng đất để trước mặt cái miếng đất mà cái đường kính của nó là một gang rưỡi ha, một gang rưỡi, cứ niệm hoài. Và có người họ niệm nước, họ để cái thao nước, cái đường kính của cái thao nước là một gang rưỡi, hoặc là một cái hình tròn màu xanh, đường kính gang rưỡi, một hình của cái đường tròn, hình tròn màu vàng, màu đỏ, màu trắng heo, hoặc là một cái quần sáng, là cái đèn họ che hết, là chỉ chừa ra một cái hình tròn đường kính là một gang rưỡi, họ cái niệm sáng 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 sáng, hoặc là niệm trắng 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 trắng, niệm vàng 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 vàng, xanh 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 xanh, họ niệm như vậy suốt như vậy, chừng nào mà họ lên họ trình pháp mà thiền sư thấy được thì thiền sư mới cho họ tu tứ niệm xứ. Và sẵn cái giới thiệu cho bà con luôn là kỳ rồi tôi về Bangkok đó, thì tôi có được một vị sư bạn bên đó giới thiệu hướng dẫn tới một cái ngôi chùa ở Bangkok. Cái chùa đó là cái chỗ mà hoàng thái tử đương kim của quốc vương Thái bây giờ đó, chỗ hoàng thái tử ông tới ông cầu tự, ông với bà vợ là bà Sri Rasmi tới cầu tự ha, cầu tự lại lục bái sám sao về đẻ con, có con họ mừng lắm, họ cũng coi cái chùa đó giống như quốc tự vậy đó. Thì cái chùa đó nó chính là cái chỗ mà bây giờ nó là được xem là, theo tôi được biết là tại Bangkok nó là cái chùa duy nhất mà gọi là có một cái lớp thiền mà cho mọi người tu thiền chỉ, mà thiền Kasina đó, có nghĩa là mỗi người tới được phát một cái tấm bảng mà có cái hình tròn, hình tròn mà trong đó không phải là một gan rưỡi mà to lắm, to lắm, cầu mấy gan, thì mình muốn sơn màu gì mình sơn. Và hôm tôi vô đó tôi cũng ngồi một chút, cũng ngồi một chút rồi có cái suy nghĩ, chắc có lẽ một trong những hình ảnh, một trong những cái món đồ mà ở chùa chiền đạo tràng nên có lẽ là có mấy cái tấm này nè, để bà con tới ai buồn phiền bắt kìa bắt họ niệm Phật, niệm thở họ ngán, tôi bắt họ tu cái đó còn nó gọn á, khi nào tâm nó gom mà tự nó bớt khổ chứ không có gì hết nha. Tôi thấy cái đó hay, thay vì chùa có hoa có kiển có tranh ảnh bông trái tùm lum, tại sao mình không trang bị mớ vậy đó, tùy hả, đạo tràng mình chùa mình đông Phật tử thì mình chuẩn bị hơi nhiều nhiều chút, tức là cứ tới giờ thì mình cứ phát cho anh em tấm 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 cho nó cứ ngồi nhìn thẳng vô cái hình tròn đó niệm mà xanh, có người thích màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, đất nước lửa gió hư không ánh sáng nha, rất là hay, rất là hay. Thì Phan ở đây tôi cũng tôi giảng mà tôi nhắm mắt, bây giờ tôi mở mắt ra tôi mới thấy có một người hỏi chụp cầu tự được hạ sư, thì tôi cũng nói luôn xin lỗi. Tôi kể theo cái truyền thuyết, cái giai thoại, chứ còn mà cái chuyện cầu tự qua tôi nói rồi, tức là cái phước duyên mình mà có con á thì nó coi như là nó ra cả chục đứa nuôi không kịp nha. Còn mà cái phước duyên mình không có con á thì Đức Phật cứu mình cũng có được, không biết có nghe kịp không ta, qua kể rồi mà không biết cái người này là cái gì, cái người này là người gì thế này à. Ok, bây giờ không có trả lời mấy cái vụ này nữa. Thì hay cái đó, cái đó là tôi nghĩ cũng một cái sáng kiến mà có ý nghĩa ghê gớm lắm nha. Thì tôi trở lại là mình phải tu thiền là bởi vì là cái tâm mình nó lăng xăng, mà nó lăng xăng thì cái sức mạnh của nó bị phân tán, nó bị khuếch tán, nó bị tản rộng, nó bị rời rạc, nó bị gọi là lỏng lẻo lắm. Nhưng mà khi mà mình sống bằng cái sự mà tập trung tư tưởng đó, lâu ngày á thì mình đi trong cái sinh hoạt nó cũng chừng mực đã đành, mình về cái nội tâm mình cái khả năng mà tập trung tư tưởng nó tốt thì nó làm cho trí tuệ nó làm việc hay hơn. Cho nên mình sống mà bằng cái sống mà gọi là có trau dồi cái định tâm thì mình được nhiều cái lợi lắm. Học sinh ở trường mà đứa nào có cái khả năng định tâm thì đứa nó sẽ học làm tốt hơn. Và theo tôi biết ở những cái trường lớp ở Âu Mỹ người ta cũng có những cái biện pháp, có những cái trò chơi
để cho học sinh nó trau dồi cái khả năng sáng tạo, rồi có những trò chơi nó giúp học sinh trau dồi cái khả năng là tập trung tư tưởng. Cái này những ai đang ăn học ở Âu Mỹ thì biết cái chuyện này. Trong trò chơi của trẻ con trung học á, nó có những cái trò chơi mà để cho người ta thấy mà tưởng là đố vui để học, chứ không phải. Đó là những cái trò chơi mà nó đòi hỏi mình phải có một cái sự sáng tạo, thông minh, quyền biến. Rồi có những trò chơi nó buộc mình phải có khả năng định tâm. Anh mà không định tâm, anh không có cách nào mà anh chơi trò được. Mà tại sao như vậy? Là vì là giáo dục nó không phải là cái sự nhồi sọ đè ra và nhét cái lỗ tai người ta, không phải. Mà giáo dục nó là những cái sự gợi ý, người ta làm sao cho mình tạo, làm sao cho mình có khả năng định tâm, vân vân. Rồi với những cái hành trang này nè, mình mới là một mình một ngựa dấn thân vào cái biển học mênh mông nha, nên nó hiệu quả hơn. Thì đây là lý do tại sao mà cái người tu hành á, mà muốn đắc đạo, muốn quán chiếu vạn pháp thì đầu tiên là anh phải có thiền định. Có người họ phải đắc thiền rồi họ mới đến đắc đạo. Còn có người thì cái phước duyên của họ nó không có cần đến cái thiền thì họ trực tiếp họ đắc đạo. Nhưng mà trong kinh cũng xác nhận thêm là những cái bậc mà đại nhân vật như là chánh đẳng chánh giác, là đệ nhất tinh văn bồ rồi chư Phật độc giác, thì tất cả các vị đều là chỉ quán song tu, có nghĩa là có định và có tuệ hết á, bắt buộc những bậc mà đại nhân vật. Còn cái người mà chỉ có đắc đạo mà không đắc thiện thì vị thiện phước duyên đủ xài thôi. Đủ xài, nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Cho nên bữa nay tôi nghĩ rằng bây giờ, ngay bây giờ nè ha, ngay bây giờ mà tôi không có giảng nữa, bữa nay mình nghỉ bữa nay như vậy thì cũng đủ. Cái buổi chiều hôm nay nhớ là mình là cái gì trong vũ trụ này, vũ trụ này nó được hình thành ra sao, và tại sao có cái chuyện mà ba cõi, tại sao có dục sắc và vô sắc, mà mỗi cõi như vậy là cái gì là đơn vị gốc nghe. Tại sao mình phải có định và rồi mới có tuệ, tại sao vậy, đã giải thích rồi. Rồi ở đây là mình khi mình nghe hết những cái này đó, bây giờ mình mới lý con mắt của mình vô trong cái này nè, lý cái vô trong cái chánh kinh ấy, thì tự nhiên nó thấy nó sáng trưng, nó hiểu được. Thì tôi nhắc lại, tâm á là sự hướng tâm tới cảnh, tứ á là cái sự quan sát, mà hỷ á là cái sự thỏa mãn với cảnh, mà lạc là cái sự nhẹ nhàng của một người sau khi ăn no, họ được nhẹ, họ không có đói nữa. Còn định tức là khi mà mình được nhẹ nhàng rồi thì cái mình không có còn lăng xăng nữa, thì đó gọi là định. Thì đây là năm cái thành tố tâm lý, năm cái thành tố cần thiết cho cái gọi là cơ cấu thiền tâm. Tức là cái tâm thiền của mình nó bình thường, nó là mình không cũng có, nhưng mà nó cái tác dụng nó rất là hạn chế. Nhưng mà khi mà mình tu thiền thì năm cái này nó trở thành năm cái công cụ, năm cái lợi khí để mình làm việc, để mình đối phó với năm triền. Mà tại sao muốn đắc thiền mình phải bỏ năm triền, là bởi vì quý vị tưởng tượng còn thích cái này thích cái kia, ghét cái này ghét cái nọ, còn buồn ngủ rồi cái đầu óc nó còn lăng xăng, nó còn dứt dứt, thì làm sao mà có thể mà an trú ở trong cái gì được nha. Và một điều đặc biệt phải chú ý ở đây, đó là trong thế giới thường nhật mà ta đang sống nha. Các vị còn nghe không? Cái này là nghe rõ nè. Trong thế giới thường nhật mà ta đang sống, cái gì mà nó tiện nghi, nó đắc dụng chừng nào, nó tối tân chừng nào thì nó phải phức tạp chừng này. Thí dụ như một cái chiếc xuồng ba lá thì chỉ cần ba miếng ván ghép lại, rồi mình cầm cái khúc cây, cái dầm thì quá ngon, dầm không có mái chèo, chỉ cầm cái khúc gỗ mình quẹt quẹt cái nước là chiếc xuồng ba lá nó cũng đi. Hơn một chút nữa chúng ta gắn cái máy cô le, cái máy tàu vô là nó cũng chạy được. Rồi cứ vậy mà nhân lên nhiều lần, cuối cùng cái máy tàu 4 lốc, 6 lốc thì ảnh lên nữa, cuối cùng lên tới một chiếc cruise, chiếc du thuyền, rồi thì một chiếc hàng không mẫu hạm. Nói chung là một cái những cái cơ cấu mà nó càng đa dụng chừng nào, nó càng tối tân chừng nào, nó càng phức tạp chừng ấy, mà nhờ vậy nó mới làm được nhiều việc mà nó có thể đi xa hơn. Chẳng như xuồng ba lá đi trong kinh rạch, còn tàu lớn nó đi trong sông cái, mà tàu mình hàng không mẫu hạm hoặc là cruise nó có thể ra biển, nó có thể băng đại dương nha. Mà nó càng đa dụng chừng nào thì nó phải phức tạp chừng ấy. Tuy nhiên ở trong cái đời sống tâm lý chúng sinh thì lại khác. Anh càng lên cao chừng nào thì anh càng phải đơn giản chừng đó. Người cõi dục mình á,
tham lam sân hận si mê mình có đủ rồi, thiện tâm mình, tâm gì mình cũng có hết. Nhưng mà đại khái lên tới cái tầng càng cao đó, thí dụ như lên tới cái cõi mà dục thiên thôi, cũng trong dục giới mà mấy cõi cao á, thì cái thích tham của họ nó vi tế dần. Thí dụ như từ cõi đau lợi trở xuống đó, thì nam nữ còn bày tỏ tình cảm bằng hình thức giống nhau. Nhưng mà lên tới cõi dạ ma đó là người ta chỉ ôm lấy nhau rồi thôi. Lên tới cõi đuối sức người ta chỉ cầm tay nhau là coi như là đã xong rồi. Mà lên tới cõi hóa lạc thiên thì người ta chỉ nhìn nhau, người ta chỉ cười thôi. Tới hai đứa nhìn nhau cười là đã xong. Lên tới cõi tha hóa tự tại thì chỉ nhìn nhau bằng cái tình cảm, tức là tôi khoái vô là xong nha. Có nghĩa rồi từ đó lên tới cõi phạm thiên thì không còn nam nữ nữa nha. Mà hãy khi không còn tha thiết trong năm dục nữa thì ở cõi phạm thiên nó nữa thì sao? Năm dục vắng mặt thì sân tâm vắng mặt. À, cái này phải ghi nha. Càng lên cao thì tâm lý nó càng đơn giản, vì cảnh để ta thích cũng ít dần. Khi không còn thích dục nữa đó, thì không còn bất mãn. À, nó là như vậy đó. Nó quan trọng là chỗ đó, cái người nào mà trong đời sống sống hưởng thụ nhiều, đam mê nhiều, đời sống tình cảm tràn trề lai láng chừng nào thì người đó càng có nhiều, mà mình càng ít thích chừng nào, không có nhiều cái để mình đam mê thì cái khả năng bất mãn của mình nó sẽ ít đi, nó hạn chế, thì đó là chuyện tự nhiên nha. Cho nên mình tự mình thấy mình tại sao mình khổ tâm là tại vì mình còn quan tâm đến quá nhiều thứ. Quý vị nhớ kỹ lại giùm đi nha. Quý vị mai này muốn có một cái tuổi già cho nó ok thì quý vị phải buông bỏ ngay từ bây giờ, buông bỏ rất là nhiều thứ nha. Từ cái tài sản đến tình cảm, rồi quan hệ bạn bè chòm xóm, mình sống không có làm phiền ai, không có hại ai. Nhưng mà cái chuyện mà dây dưa đó, dây mơ rễ má, coi bớt được thì bớt. Mà tôi nhắc lại, sống phải dễ thương, đúng. Nhưng mà dễ thương nó không có nghĩa là mình dây dưa. Thì như trước đây là mình cứ có một cái cuốn sổ tay dày đặc, sinh nhật của ai, của ai, của ai, bạn bè, chòm xóm, bà con xa gần thì mình cứ đầy đó rồi. Tiệc tùng cưới hỏi sinh nhật, cúng từng làm thất, cái gì mình cũng ghi nhớ để mình đi. Nhưng mà từ lúc mình có tuổi rồi mình bớt từ từ, coi cái nào chỉ bóc cái phone lên mình từ chối cũng được, gửi quà là từ chối cũng được, gửi cái phong bì từ chối cũng được, alo xin lỗi giải thích lý do rồi từ chối cũng được, nhiều lắm mà phải bỏ bớt từ từ. Chứ còn mà đầu hai thứ tóc giờ này là sau một quãng đời đi làm công sở quần quật đi cài, đến tuổi mà về hưu cũng phải dành thời giờ tĩnh tâm chuẩn bị chết, lại cũng không chịu, giờ đó là xây qua đi ngoại giao, đi quan hệ. Rồi còn có nhiều người cứ cho mình cái quyền rất là thế tục, đó là hễ tôi về hưu tôi có quyền đi chơi. Thật ra nó là theo tôi đó là cái đi chơi ở đây là cái thời tuổi trẻ thôi, mỗi năm có cái vacation có hè nó đi lúc đó thôi. Chứ còn mà đã tuổi hưu rồi đó là chỉ có nhiều lắm là đi mấy xứ quốc giáo, đi hành hương Ấn Độ, rồi đi tham dự các cái lớp thiền. Theo tôi đó, nếu mà quý vị là người thân của tôi thì tôi nghĩ là đã hưu, có nghĩa là nó phải hưu cùng một lúc rất là nhiều thứ, hưu ở sở làm mà hưu luôn cả cái quan hệ xã hội nữa nha. Chứ còn mà mình hưu cái này nhưng mà cái kia nó không chịu hưu, mình hưu cái này mà mình nay cái kia thì cũng mệt lắm, phải hưu hết. Yeah. Luôn sở thấu luôn trong một loạt là nguyên cái chương một kiền liên đó, đó nguyên cái chương từ trên xuống dưới. Rồi bây giờ tới phi tưởng giảng luôn rồi nha. Bây giờ tới cái kinh gọi là vô tướng tâm định giải thoát. Thì cái vô tướng ở đây là sao? Vô tướng ở đây có nghĩa là vô tướng ở đây là không chấp vào bốn cái khía cạnh thường lạc
ngã tịnh nữa. À, cái này nó hơi khác mà bắt tông ha. Bên mình là bốn cái khía cạnh thường lạc ngã tịnh là sao? Có nghĩa là danh sắc nó là vô thường thì mình phải ghi nhận nó là vô thường. À, cái chỗ này phải nói cho nó hơi rộng một chút nghe. À, tại sao vạn hữu là vô thường mà mình lại không chịu thấy nó? Nhiều khi mình đi nghe kinh giảng, trong giảng kinh giảng pháp, mình miệng mình nói nó vô thường, nhưng trong lòng mình không chịu thấy nó vô thường. Rồi trong kinh đó là viện lý do gọi là samtati sanya. Samtati là sự liên tục. À, khái niệm gì ta, khái niệm kết nối. Khiến ta không thấy vạn hữu vô thường. Cách nói là sao? Có nghĩa là mình thấy hồi nhỏ đó, đứa bé nó còn trên tay mẹ, rồi cái mình nuôi nó từ từ nó lớn, nó thấm da, nó đỏ thịt, rồi từ tóc thưa lên cái tóc dày, tóc rậm, rồi nó biết đi, biết chạy, biết thưa, biết gửi, biết ăn, biết nói. Rồi nó đi vào trường, nó học, rồi từ từ nó dậy thì, nó có râu, rồi cơ thể nó thay đổi biến chuyển, nó dần dần nó thành người lớn, rồi từ từ nói chung là từ mình thấy cái sự liên tục đó gọi là xong tất tí nha. Cho nên mình thấy làm như nó có một cái thằng tèo, nó có một cái thằng tí vậy đó. Nhưng mà theo trong A Tỳ Đàm thì không, từ một cái đứa bé mà 1 tuổi mà lên tới đứa bé 2 tuổi là nó đã thành một con người khác hoàn toàn. Theo A Tỳ Đàm là một con người khác hoàn toàn. Cái thằng tèo mà 2 tuổi nó là kế thừa của cái thằng tèo 1 tuổi, chứ nó không phải là thằng tèo 1 tuổi nữa nha. Nhưng mà vì mình nghĩ nó có một cái gì đó là một, mình nghĩ nó là một thôi, nhưng thật ra phải là một, mà nó là vô số thằng tèo liên tục tiếp nối và thừa tiếp nhau từ năm nó 1 tuổi cho đến nó lúc nó thành ra ông tèo 100 tuổi. Biết chừng có bị nghe kịp không ta? Alo. Chính cái sự kết nối đó nó làm cho mình không có thấy được. Rồi, hoặc là mình thấy cái bàn, cái ghế, mình chỉ nói cái bàn là mình hình dung là ở trên có cái mặt, ở dưới có 4 cái chân, còn có 3 cái chân. Nhưng mà lẽ ra mình biết phải hiểu nhầm là cái sự kết nối này nè, cái bàn nó là sự kết nối của một cái tấm mặt bàn và của 4 hoặc là 3 cái chân. Mình phải thấy lần này là rồi mình chia sẻ ra thêm. Cái bản thân cái mặt bàn nó là sự kết nối của nhiều cái thớ gỗ, mà mỗi cái thớ gỗ như vậy nó là sự kết cấu của vô số cái phân tử, vô số cái phân tử vật chất. Còn nói theo A Tỳ Đàm, nó là sự kết cấu của, nó là cái kết cấu của vô số cái thành tố vật, thành tố sắc pháp. Nó gồm đất, nước, lửa, gió. Đất là cái yếu tố, là cái trạng thái cứng mềm. Nước là cái sự tan chảy và ngưng tụ. Rồi gió là cái sự trương phồng hay là áp suất, áp lực hay là sự xê dịch trong các phân tử. Rồi lửa tức là cái khía cạnh nóng và lạnh của vật chất. Như vậy thì nếu mà chia cuối cùng rồi nó không còn có cái bàn nữa nha. Cái bàn nếu mình chia rẽ ra tận cùng nó không còn là cái bàn nữa. Mà chính vì mình cứ quen mà nói cái đồng hồ là mình chỉ nghĩ đến cái đồng hồ thôi. Rồi cái bàn, như cái bàn ông A, bà B, thằng Tèo, thằng Tí, con Lan, con Hương, con Cúc, con Đào, con Yến, tất cả mình nghĩ bằng một cái sự kết nối liên tục. Thì chính kết nối nó không cho mình thấy rằng vạn hữu. Mà cái vô tướng tâm định ở đây nghĩa là vì nó không còn chấp vào cái tướng kết nối này nữa. Nghe kịp không? Có nghe kịp không? Không còn chấp vào cái tướng kết nối này nữa thì được gọi là, đây, đây là các vị thấy không? Animittang Ceto Samatthi được gọi là vô tướng tâm định giải thoát, có nghĩa là Nicca Nimitta Di. Nicca là vĩnh hằng. À, Nicca là vĩnh hằng, có thấy chưa? Đó. Nimitta đó có nghĩa là cái khía cạnh hay là cái đặc tướng. Còn cái A Đí ở đây đó là, A Đí ở đây là gì ta? A Đí ở đây là Asatara, có nghĩa là vân vân. Có nghĩa là vân vân nha. Mà vân vân ở đây đó là, nó là cái gì vân vân ở đây là ám chỉ cho khổ, rồi vô ngã, rồi bất tịnh. Có hiểu không? Các vị có hiểu không ta? Alo. Các vị có hiểu hay không?
nó chứ vân vân, cái này nó có nghĩa vậy nó. Cho nên đây đó là nói phải có nói sách mới có chứng đàng hoàng. Anemittang kê tô sama thình tí được gọi là vô tướng tâm định. Chá anemitta đi ní bà hà nhé. Bà quát tăng quý bác sân nà sama thình dê và sân ta dê tăng quý tâm tí. Vô tướng tâm định này có nghĩa là đó, chỉ quán kết hợp nhau nhé. Yeah. Có nghĩa là định á làm nền tảng cho tuệ để quán chiếu danh sắc. Cái này phải ghi rõ. Vô tướng tâm định ở đây là định làm nền tảng cho tuệ quán soi rọi danh sắc rốt ráo lìa hẳn khái niệm thường lạc ngã tịnh. Hồi đó giờ mình thấy cái này đẹp nè, cái này hay nè, cái này là vui nè. Nhưng mà khi một người biết đạo rồi thì trong cái cuộc đời này không có cái gì là thường, nó luôn luôn biến đổi nha. Không có gì là vui, bởi vì vạn hữu nó là khổ. Còn mình nghĩ là cái này tôi, cái này của tôi, cái này của ông A, của bà B, nhưng thật ra tất cả là vô ngã. Nó chỉ là sự ráp nối của vô số thành tố mà thôi. Vạn pháp do duyên mà, do duyên mà có. Còn tịnh ở đây từ chữ xuất phát. Xuất phát có hai nghĩa nha, phải ghi cho rõ, đẹp và sạch. Thường thì ta đó, thường thì ta chỉ biết một khía cạnh thôi, nên gọi á xú phá là bất tịnh. Lẽ ra còn có nghĩa là bất mỹ, là không có đẹp. Phải nhớ nha, bữa nay tôi phải nói thêm vụ này nha. Thường thì ta nói thường lạc ngã tịnh thì tôi xuông miệng tôi nói, nhưng thật ra nó trong chú giải nó còn thêm một cái nghĩa nữa. Cái nghĩa rõ xuất phát này nó không có bất tịnh là không sạch, nhưng mà có còn nghĩa là không có đẹp. Có nghĩa là trên đời này vốn dĩ nó không có cái gì gọi là đẹp hết, thưa quý vị. Mà nếu mà cho tôi chọn một chữ để dịch, tôi thích chữ dịch chữ này chữ bất mỹ hơn, bởi vì cái khái niệm sạch nó không có phổ biến bằng cái khái niệm đẹp. Thí dụ như bây giờ mình đi chơi đâu đó, là chuyện đầu tiên là mình nghĩ mình có đi kiếm cảnh đẹp trước. Còn cái chuyện mình đi tới nơi mà thấy nó dơ mình mới bực mình, đó là chuyện tính sao. Cái thì mình đi mua vé mình bay tới chỗ nào đó, là chuyện đầu tiên mình phải nói đến cái đẹp trước sao nha. Nhớ nè, ở đâu cũng vậy, thì ở trên đời này cái khía cạnh đẹp nó nổi bật và nó phổ biến, nó phổ cập hơn những khía cạnh sạch. Sạch nó là một cái tiểu tiết nha. Cho nên nó đây cái xuất phát theo tôi phải dịch là bất mỹ nha. Bất mỹ là không có đẹp nha. Mà này chú giải nói chứ không phải là tôi nói, mà mình nhớ dừng cái đó. Nó không ai mà dám mà khi mà giảng trên room như thế này thì ngoài quý vị ra còn có các cái bậc tôn đức, những cái bậc thạc học, những cái bậc cao minh là cao sĩ hiền giả trí thức, có thể người ta cũng sẽ nghe lại. Không phải là tôi là cái giống giải gì mà ta nghe tôi, nhưng mà khi mình nói ra đây mình cũng phải ngừa là lỡ có những bậc cao tăng danh sĩ mà họ nghe thì họ cười mình chết. Nhưng mình phải chịu trách nhiệm cái mình nói chứ nha. Các vị phải nhớ cái đó. Chứ các vị đừng có tưởng là mình muốn mở cái râm ra là mình muốn nói thiên tạo thiên tướng gì cũng được nha. Cái đó là không được, mình phải chịu trách nhiệm chứ. Thì như vậy thì thường ta chỉ biết một khía cạnh, cho nên ta gọi, nên mình dịch á xú phá là bất tịnh, mà lẽ là bất mỹ, có nghĩa là không có đẹp. Vì cái vô tướng tâm định giải thoát có nghĩa là cái vị này trong lúc mà quán chiếu như vậy, vì nó lìa hẳn cái ý niệm thường lạc ngã và mỹ. Thì trong kinh nói có rất là nhiều lần, ngày Xá Lợi Phất, ngày đến ngày hậu Phật, Phật hỏi gì chứ hôm nay Xá Lợi Phất đã an trú cái pháp gì mà ta thấy cái sắc diện của Xá Lợi Phất rất là an lạc, rất là trong sáng, rất là dễ nhìn. Thì ngài Xá Lợi Phất nó bạch Thế Tôn, nếu như vậy, nếu Thế Tôn có lời hỏi con vì sao con được như vậy, thì con thưa rằng bữa trưa nay con đã an trú trong cái vô tướng tâm giải thoát, vô tướng tâm mình giải thoát. Có nghĩa là khi mà ngài có những lúc mình cần nghỉ ngơi đó, thì ngài không còn nghĩ đến cái chuyện hoằng pháp đổ người này đổ người kia, nay mình sẽ đi thành phố này, mốt mình đi về cái ngọn núi nọ không. Mà lúc bây giờ khi ngài an trú ở trong đó thì chỉ có tâm này xuất hiện, tâm kia xuất hiện, chỉ có khổ thọ xuất hiện, chỉ có lạc thọ xuất hiện, chỉ có xả thọ xuất hiện,
cái này nè, đó, cái này là định nè, cái này là tuệ nè, cái này là niệm nè, cái này là hành xả nè, cái này là tham nhẫn, ngài biết con nhiêu chứ không hề có một cái người nào ở trong đó hết. Ngài chỉ thấy các pháp như là các pháp. Ngài thấy bù lon con tán chứ ngài không có thấy chiếc xe nữa. Khi ngài quên mất chiếc xe đi, ngài chỉ nghĩ đến từng cái thiết bị của chiếc xe, thì lúc cái lòng ngài nó nhẹ lắm, rất là nhẹ, buông hẳn nha, buông hẳn. Thì mình cũng vậy, vì khi mình không có hành trì, mình không có thực tập nha, không có hành trì, không có thực tập thì không có thực chứng. Mà không có thực chứng thì cái cảm giác an lạc của mình nó có hạn chế, thưa quý vị, rất là hạn chế nha. Chứ nếu mà chuyên tâm, mà muốn có chuyên tâm là phải có cái dốc lòng. Dốc lòng mà sợ sanh tử đó, người thoát thì mới có cái chuyên tâm tu tập được nha, mới có chuyên tâm. Mà khi mà anh có chuyên tâm thì dứt khoát anh có những cái thành tựu mà người ngoài nó không có cách chi mà hình dung được. Đó là ngồi yên lại theo dõi, thấy cái này là thiện, cái này là bất thiện nè, cái này vui, cái này buồn nè, cái này dễ chịu, cái này khó chịu nè, cái này là kiêu mạn nè, đó, cái này là ganh tị nè, đó đó, rồi cái này là bỏng sẻn nè. Thì cái sự quán chiếu như vậy nó sẽ làm cho quý vị an lạc kinh khủng. Có nghĩa là buông hẳn cái tôi xuống, buông hẳn xuống. Mà chỉ có kẻ nào có thực tập thì kẻ đó mới tin đây là sự thật nha. Tức là sẽ có một ngày mà quý vị mà dành thời giờ làm được chuyện này. Tôi nhắc lại là đây là ganh tị nè, đó, đây là kiêu ngạo nè, ngã mạn nè, đó đó, đây là bỏng sẻn nè đây là từ tâm nha, đó, đây là khó chịu nè, thọ xả nè, thọ khổ nè, thọ lạc nè, đó đó, đây là thọ ưu nè. Chứ không có ai ưu, không ai lạc, không ai xả, không có ai thiện, không có ai bất thiện, mà chỉ có những cái trạng thái thiện và bất, chỉ có trạng thái dễ chịu và khó chịu, chỉ có cái trạng thái bỏng sẻn, trạng thái ganh tị, đố kỵ, hiềm nghi, ha, nhỏ mọn, toan tính thôi, chứ không có ai hết nha. Thì với cái sự quán chiếu như vậy đó, quý vị được an lạc bằng cái sự an lạc không có người, không có thể hình dung được bởi những con người không có thực tập, bởi vì họ không có thực chứng nha. Thì ở đây nó vô tướng là nó vậy đó, có nghĩa là buông hết, lìa khỏi các cái tướng đó. Để tiếp theo là đi thích. Kinh đi thích là ngày gì ta, ngày Mục Kiền Liên hả, ngày Mục Kiền Liên. Thì ngày Mục Kiền Liên người lên sáu cõi dục thiên, sáu cõi dục thiên lọt kinh sao là kể chuyện ngày Mục Kiền Liên viếng thăm sáu cõi dục thiên và tấn chư thiên có niềm tin nơi tam bảo. Chỉ vậy thôi, nguyên loạt kinh lại kể chuyện ngày Mục Kiền Liên viếng thăm, viếng thăm nha, viếng thăm sáu cõi dục thiên và sách tấn dục thiên có niềm tin. Kể đây nó có cái chuyện rất là quan trọng, cái chuyện gì thì cũng đâu quan trọng hết, là bởi vì nó nằm trong đây, nằm trong kinh sẽ quan trọng được nha. Tức có nghĩa là mình chỉ biết niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình trong khi đó mình không có biết rằng nó niệm Phật như vậy thì làm sao mà thấy được cái tầm quan trọng của cái chuyện niệm Phật nha. Niệm Phật á, trong đây người ta dạy rõ đó, niệm Phật là niệm tưởng cái hồng danh của Tam Bảo chứ không phải của riêng Thế Tôn nha. Mà mỗi cái hồng danh như vậy nói lên một cái ý nghĩa. Ví dụ như Đức Thế Tôn là bậc A La Hán, có nghĩa ngài là vị đã dứt não mà lại là bậc xứng đáng cúng dường, gọi là bậc A La Hán. A La Hán từ chữ A Rí Ha Nam Tí, tức là giết bỏ cái kẻ thù phiền não, gọi là sát tặc. Tặc tức là giặc á. Mà cái chữ A La Hán nó cũng có nghĩa là từ cái động từ A La Hán Tí, nghĩa là xứng đáng được người ta cúng bái và cúng dường và lễ bái. Chư thiên ba cõi, chỉ chúng sanh ba cõi chỉ cần mà cúng cho ngài một muỗng cơm thì đời đời có như an lạc nha. Người không tin thì thôi nha, nhưng mà sự thật là như vậy. Bởi vì ngài là đại diện cho cái thiện pháp ở đời. Cái thiện pháp nào ở đời ngài cũng đạt đến cái mức tận cùng của nó, cho nên ngài được xem là đại diện cho cái pháp thiện ở đời. Thì một muỗng cơm mình cúng dường cho con người đó được gọi là ứng cúng, là đem lại công đức vô lượng nha. Rồi phát cái qua là hữu phần, có hữu hạnh, có nghĩa là cái người gọi là người hữu, người phát cái qua là hữu hạnh, gọi là hữu phần,
là người có phần á, có nghĩa là cái ngài là một cái người mà đầy đủ tất cả các cái đức lành trong đời và tất cả các phước báo. Những cái vị đệ tử ngài như đệ nhất Cần Thông, đệ nhất Trí Tuệ, đệ nhất Thiên Nhãn, đệ nhất Tài Lộc, đệ nhất cái gì cái gì cái gì cái gì, thì tất cả những đệ nhất đó Đức Thế Tôn đều hơn họ hết, không phải như Khổng Tử. Khổng Tử nói rằng đó là hiếu học ta không bằng Nhan Hồ, mà lễ nghĩa ta không bằng Tăng Xâm, mà trị quốc ta không bằng người này, không bằng người kia, không bằng Mạnh Tử. Thì tất cả những cái đó Khổng Tử nó ta ông kể ra từng thứ, mà ông nói cái này ta không bằng người này, cái kia ta không bằng người kia, nhưng mà sẽ giúp ta làm thầy được họ là bởi vì cái gì ở họ ta cũng có, mặc dù ta có không bằng và ta biết dùng người đó, chỉ vậy thôi. Riêng Đức Thế Tôn thì không. Đức Thế Tôn ngày khen vị này là đệ nhất, đệ nhị, cái này cái kia, nhưng mà tất cả những cái đệ nhất đó, đó là chỉ một bằng một cái phần lẻ của ngài thôi. Cái kia đó, cho nên ngài được gọi là Phát Cao Quang, là bậc hữu phần. Tàu á dịch là cụ thoại đức giả, cụ là đầy đủ, thoại là đúc là đức lầm. Cụ thoại, tôi nói thoại là tốt đẹp, đức là đức độ, tức là những cái đức lầm mà có đủ hết. Giả là người, cụ thoại đức giả, người có hết những đức lầm, những cái tâm tốt, những cái phước hạnh. Rồi Thế Tôn được gọi là chánh đẳng giác là bởi vì ngài cái chữ Samma Sambuddho, Samma nó có nghĩa là viên mãn, viên mãn. Còn Sambuddho là tự chính, từ cái chữ sắc cá và sa văn Buddho, sa văn Buddhacitti Sambuddho, có nghĩa là tự như Phật độc giác được gọi là Sambuddho, cũng gọi là Sambuddho. Chánh đẳng giác cũng gọi là Sambuddho, nhưng mà chánh đẳng giác tức là toàn giác, còn thêm được chữ Samma, tức là Samma có nghĩa là viên mãn, là hoàn hảo, có nghĩa là không có sót cái gì hết. Tức là Sambuddho là tự chứng đúng, nhưng mà độc giác chỉ là tự chứng, nhưng mà không, cái chứng chưa được hoàn hảo, có nghĩa là có cái nhận biết. Còn bị chánh đẳng giác là Samma Sambuddho, là tự chứng mà đã vô sư tự ngộ rồi, mà còn có cái thêm cái nó là cái giống gì ngài cũng biết nha, chuyện gì ngài cũng biết, đức lành là ai ngài cũng thương. Vì chánh đẳng giác có ba cái đó nha, ba cái đức lớn. Một là cái gì ngài cũng biết, hai là đức lành nào ngài cũng có, và ba là ai ngài cũng thương. Cái gì ngài cũng biết gọi là trí đức, đức lành nào ngài cũng có gọi là tịnh đức, mà ai ngài cũng thương hết là gọi là bi đức, trí đức, bi đức và tịnh đức. Rồi Thế Tôn được gọi là cái bậc là thiện thể, là bởi vì chữ thiện thể này có hai nghĩa. Một là ngài đã đi trên con đường tốt đẹp, hướng đến cái cứu cánh tốt đẹp. Mà chữ Sukkoto nó còn nghĩa là thiện thuyết, có nghĩa là ngài là cái người mà khéo thuyết giảng, có nghĩa là chúng sanh cỡ nào nên nữa, chỉ cần có duyên giác ngộ thì ngài có đủ cách, có vô lượng phương tiện để mà ngài dắt dẫn cho người ta đắc chứng. Cái thí dụ như bây giờ có nhiều cái người mà ngài sẽ phát hiện nhìn, ngài cũng thắc mắc không biết cái người này nói làm sao cho cái tên này nó đắc đây, cái đầu óc của người này họ nghĩ cái gì mình không có biết. Có người ngài đoán ra, người đoán ra, nhưng không, chỉ cần ngài liếc qua là ngài biết cái người này có duyên giác ngộ hay không, và nói cái gì cho nó hợp với người này. Ngài có cái khả năng là thuyết giảng như vậy, gọi là Sugato hay là Sugato nha. Thiện thể, thể tiếng Hán nghĩa là một đi không về. Nhưng mà chữ Sukkoto mà dịch như vậy thì nó hơi khó, là tại vì Sukkoto nó nhiều nghĩa lắm. Sukkoto là khéo đi, cứ ngày đi trên con đường mà đường đẹp nhất, mà con đường có hướng đến một cái chỗ đến đẹp nhất. Chữ Sukkoto có nghĩa vậy đó, đi trên con đường đẹp nhất, hướng đến cái chỗ đẹp nhất, đó là cứu cánh giải thoát. Có nghe rõ không ta? Bữa nay sẵn tôi giảng luôn 10 cái ân đức hết nha. Rồi cái thế gian giải có nghĩa là sao? Thế gian ở đây nó có nhiều nghĩa. Thế gian ở đây là Loka, tức là pháp hữu vi, hay là các cái cảnh giới đều gọi là thế gian. Đó, thì Đức Thế Tôn hiểu biết hết. Thì chữ thế gian hiểu theo cái nghĩa nào, ngài cũng là người biết rất rõ. Lô ca vi đu là thế gian giải, nghĩa là hiểu biết. Thế gian giải là người biết thế giới, có nghĩa là thế giới này ngài nói về chúng sanh đó, là chúng sanh loại nào, căn tánh sao ngài biết sạch sẽ. Rồi còn các cảnh giới này, cái chỗ, cái không gian này, cái cảnh trí nó ra làm sao, chúng kia nó ra làm sao, rồi tại sao nó như vậy, chúng sanh nào thích hợp với chỗ nào, ngài nhìn ngài biết hết, thì gọi là thế gian giải. Rồi cái vô thượng sĩ có nghĩa là Anuttaro, có nghĩa là vô thượng, có nghĩa là không có ai hơn được ngài.
về đức hạnh, về phước báo nha, đức hạnh về phước báo không ai hơn được ngài, cho nên gọi là vô thượng sĩ Anuttaro, không ai hơn được chư Phật về phước báo và đức hạnh. Cho nên ngay cả chư Phật với nhau cũng không có hơn, mà chỉ có bằng thôi, chư chánh đẳng giác đối với nhau chỉ có bằng thôi, chứ không có cái vụ mà Phật này hơn Phật kia là vô thượng sĩ là vậy. Điều ngự trượng phu đây này có nghĩa là sao ta? Điều ngự trượng phu có nghĩa là những cái người nài voi thì chỉ biết dạy voi, những người nài ngựa thì chỉ biết dạy ngựa, rồi mấy người cánh xiếc thì chỉ biết dạy một số con thú trong đoàn xiếc. Nhưng mà riêng Thế Tôn thì Purisa Dhammasa, thì Purisa này bao gồm tất cả nhân thiên nha, có nghĩa là người ta chỉ biết dạy mấy con thú, hoặc là dạy một, họ chỉ biết huấn luyện một vài cái người nào đó. Còn riêng Thế Tôn thì là cha lành của ba cõi, là thầy của chư thiên và nhân loại, cho nên là ngài là cái người mà có thể điều phục chúng sinh. Ngài là cái người là Purisa, là con người, cái loại động vật cao cấp. Đâm mát ở đây có nghĩa là thuần hóa hay là điều phục, chế phục. Purisa đâm mát. Còn Sarathi có nghĩa là người đánh xe, có nghĩa là ta đánh xe, ta chỉ biết điều khiển con bò, con trâu, con ngựa. Nhưng mà riêng Đức Thế Tôn thì ngài là cái người có thể tất cả chư thiên và nhân loại, nó gọi là Purisa Dhamma Sarathi, là điều ngự. Điều ngự có nghĩa là đánh, là điều ngự là điều khiển chiếc xe, là điều, điều ngự trưởng phu. Trưởng phu đây là con người đó, chứ trưởng phu đừng có hiểu theo nghĩa là của tàu, là trưởng phu quân tử nam tử hán phải nha, chứ trưởng phu đây nghĩa là con người nha. Trưởng phu đây là con người, nhớ thì mới nói chữ trưởng phu là con người. Điều ngự trưởng phu. Rồi thiên nhân sư có nghĩa là ngài là thầy chung của ba cõi, ai có đủ duyên lành giải thoát thì đều là có thể học trò ngài hết, đó gọi là thiên nhân sư. Còn Phật, Phật ở đây có nghĩa là sao? Phật cái chữ Bút Tha có hai nghĩa, có hai nghĩa, hai nghĩa gì ta? Tỉnh giấc phiền não, mà cũng có nghĩa là hiểu biết tứ đế. Cái chữ Bút Tha có hai nghĩa, một là tỉnh giấc, hai là hiểu biết. Mà tỉnh giấc gì? Tỉnh giấc có nghĩa là không có, không có ngủ bao nữa, gọi là tỉnh giấc. Còn hiểu biết, hiểu biết cái gì? Hiểu biết bốn đế, nhớ nha. Rồi đó, như vậy là những hồng danh đó, đó là đức ngày phòng người muốn người liên, ngày dạy cho chư thiên á. Ngày nói là các vị mà được lên đây thì các vị phải có cái phước báo này nọ, các vị được lên đây mình nhớ nha, ngồi không mà ăn uống nó cũng lỡ, mình hưởng mà mình cũng phải biết là tu tạo công đức thêm, mà công đức nào mà tốt nhất đây. Thì đó là chính là quy tâm bảo. Xem trong cái tăng chi bộ, cái phần mà một pháp nha, nhớ phần một pháp đó, Đức Phật có dạy là này các tỳ kheo, mà nếu mà các ngươi mà có thương mến ai đến cái mức mà coi như là, như là không thể mà lìa xa, như như là cha mẹ vợ con bạn bè thân quyến mà thân thiết bậc nhất á, thì mình thương mến ai mà nhất trên đời mình á, kẻ chí thân chí ái, có một món quà cho họ, đó là mình nên hướng dẫn họ an trú vào cái niềm tin tam bảo. Này các tỳ kheo, giống như đại dương mà mình, một cái người bình thường khó lòng mà cân đông đo đếm cái lượng nước ở trong đó là bao nhiêu lít, bao nhiêu thùng, bao nhiêu lu, bao nhiêu chậu. Cũng vậy đó, cái công đức mà quy y tam bảo, mà quy y theo cái kiểu tôi nói đó, có nghĩa là quy y tam bảo mà phải hiểu được lời Phật một cách đại khái, căn bản kìa. Chứ quy y mà cái kiểu mà réo tên ngài giống như tên điểm thần chú đó thì cái đó không phải là quy y nha, nhớ nha. Quy là phải nhớ hiểu học hỏi giáo lý thêm, chứ còn quy mà cái kiểu mà nghe nói quy cứ phước là nhào vô đọc ê a nó mà không hiểu gì hết thì cái đó. Tôi cũng có dự, cũng hơi nhiều nhiều cái lễ quy y, tôi cũng lấy làm lạ và lấy làm tiếc, là những cái người mà tăng thọ quy y đó họ không có được hướng dẫn, không có được giải thích là tại sao anh phải quy y, mà quy y là cái giống gì, anh họ cũng không được giải thích. Cứ nói phước lắm con, phước rồi 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 con đọc nó nha, con đọc theo nha, rồi cứ đè nhỏ ra bắt nó đọc quy Phật, quy pháp, quy tăng, mà không có nói tại sao phải quy, quy là cái gì để em chịu nói. Chắc bận rộn dành thời giờ chuyện khác tôi không biết, mà sao không chịu, tôi giữ nhiều lắm tôi không nghe giải thích. Rồi còn truyền năm giới thì cũng bắt nhỏ đọc năm giới mà cũng không biết giải thích tại sao mà anh phải giữ năm giới. Cứ nói chung chung là đây là đạo đức xã hội gì đó, mà bây giờ có cái khuynh hướng mà giảng pháp mà theo cái ngôn ngữ của thế gian đó,
nói chung 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 vậy đó. Mà như vậy thì làm cho người ta cũng lỡ cái dịp, nhưng mà đồng thời khi mà người ta đến với đạo một cách mà dễ dãi như vậy, mai này người ta cũng bỏ đạo dễ cả. Mình dễ yêu nhau quá thì mình cũng dễ bỏ nhau, nhớ nha, đó là quy luật ngàn đời của vũ trụ nha. Yêu mau cưới mau thì bỏ mau, ok. Rồi pháp cũng vậy, pháp cũng vậy, pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết xoa cả tô và các bà ta tham mô. Cái này tôi mệt lắm mà tôi xem. Tham tịnh đạo phần định nha. Sokato là pháp được thiếu được khéo thuyết giảng. Khéo là sao? Khéo có nghĩa là nói ít mà nội dung không thiếu, mà nói nhiều mà nội dung cũng chỉ hướng đến một cái giải thoát thôi. Nói nhiều bao nhiêu cũng chỉ hướng đến một cái nội dung giải thoát, mà nói ít bao nhiêu thì cũng bao gồm 84.000 pháp môn. Đó, cái đó gọi khéo thuyết nha. Tức là lời Phật không thể thêm mà cũng không thể bớt, à, không có sửa được. Đó, đó gọi là khéo thuyết, nhớ nha. À, rồi Akaliko, rồi là tôi thấy là 99% người mình á, cứ khi mà hễ mà cứ giải thích nghe chỗ này đó là toàn là giảng theo cái ý của mình không. Akaliko. Akaliko ở đây là lúa thì có lúa 3 tháng 9 tháng, còn cây trái thì có những loại cây mà phải có 3 năm mới ra trái, 10 năm mới ra trái, 20 năm mới lấy gỗ được, ví dụ như vậy. À, những cái việc làm trong đời này nó luôn luôn cần đến một cái thời gian, nhưng mà riêng về trong cái Phật pháp đó, tu muôn kiếp mà ngộ nhất thời, có nghĩa là mình tu thì tới mấy chục ngàn, mấy trăm triệu cái kiếp sống mới đủ cái duyên lành vậy thôi. Nhưng mà khi duyên nó chín mùi rồi thì trong một khoảnh khắc tích tắc thôi, có nghĩa là cái thời gian của cái đồng hồ nó không đủ, nó không đủ để mà ghi nhận cái giây phút mà đắc đạo của một người hữu duyên, thì đó được gọi là Akaliko, tức là cái nhận thức đến rất là nhanh. Mà tại sao như vậy thì bởi vì tôi đã nói rồi, đắc đạo không có nghĩa là phải diệt trừ phiền não, không hề có cái gì bị diệt hết, mà vấn đề là nhận thức. Khi mà có được cái nhận thức đó thì tất cả những cái gì ngộ nhận tự động nó biến mất nha, tự động nó biến mất. Nói đến đây tôi mới nhớ có một thằng bé, alo, rồi xong luôn. Có một thằng bé nó đi xe lửa mà cái nó ăn mặc thì nhầu nhĩ rách. Nó ngồi kế bên ông nhà giàu. Ông nhà giàu ông cứ ngủ, ông nằm ngủ ngồi, ông ngồi ghế ngủ quên, ông thò tay ông gãi ông móc làm sao biết nó rớt mất cái bắp. Thì khi ông thức dậy mà trong túi quần không thấy cái bắp, ông tìm hoài ông ra, ông mới nghi nhỏ ăn cắp. Ông mới kêu nhân viên của xe lửa tới lục soát nhỏ đi. Không, nhỏ đó nó không có, nó không có lấy. Thì cuối cùng nhân viên họ rọi đèn, họ rọi tới đâu thì cái bắp nó trùng ở trong cái khe ghế mà bên phía ổng á, trong phía thằng nhỏ. Thì ổng mới xin lỗi thằng nhỏ, ổng nói xin lỗi với cháu, bác hiểu lầm đó. Thì thằng bé nó nói thưa bác, bác không có gì mà xin lỗi hết, đời sống ai không hiểu lầm. Bác tưởng cháu là thằng ăn cắp, còn bác còn cháu hồi nãy mới gặp bác ăn mặc sang trọng, bác cháu tưởng bác là người đàng hoàng. Nhưng mà cuối cùng thì cả hai chúng ta đều lầm hết, mình không có gì để mà mình trách nhau hết thưa bác. Thì ở đời nó như vậy đó, mình chỉ cần mình nhận ra được sự thật thì bao nhiêu cái hiểu lầm nó trôi hết. Mà chỉ cần mình còn hiểu lầm thì nó có tới 1 tỷ vấn đề nó kéo theo cái hiểu lầm đó, nhớ nha. À, 1 tỷ vấn đề. Còn khi mà mình hiểu ra thì thôi, hiểu ra. Chẳng hạn như tôi có ví dụ hoài một chuyện đó là mình nghe có người hàng xóm nó nói rằng bà xã của mình nó đang cười nói vui vẻ với một cái thằng rất là đẹp trai ở ngoài chỗ nào đó, trong phố. Mình gọi là học tóc là chạy tới thì mình mới tìm hiểu ra, mình biết rằng đó là cái thằng em ruột của bà xã mình, đó là đứa em vợ mình thôi. Mà tại vì nó ở nước ngoài, nó ở đâu mình không có biết mặt nó, cái gì nó cũng bình thường thôi. Đâu phải tất cả người thân của bà xã mình đều biết đâu. Cái thằng này nó đi nước ngoài hồi nó còn nhỏ, rồi bây giờ nó đi về nước thì chị nói, tức là bà xã mình đi ra đón, rồi dọc đường đi ngang thấy cái quán nước nổi tiếng thì bà tấp vô bà ngồi ngủ với nó, rồi chưa về nhà thôi. Thì bây giờ mình khi mà mình biết đó là thằng em vợ của mình thì cũng là ghen nè, giận nè, rồi nghi ngờ lập tức biến mất, lập tức biến mất.
cái không cần một cái lời giải thích gì hết, chỉ cần mình xác định đây là thằng em, thì lúc mình gặp nó mình mới nhớ, à đây đây đây, đây là cái thằng mà trong cái tấm hình mà bữa đó hổm nó có gửi email cho bà xã mình, rồi rồi nhớ rồi nhớ rồi nhớ 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 rồi nhớ rồi bữa hổm cái này mấy bữa nó có gửi email cho bà có cho mình coi cái hình, đúng rồi đúng rồi. Chứ còn khơi khơi mà mình nghe nó bà đang ngồi với một cái thằng đẹp trai là thằng hot boy là mình điên lên được nha. Thì chứng thánh nó y chang như vậy, có nghĩa là khi mình nhận ra cái gì, cái bản lai diện mục của vạn hữu của danh sắc, thì tự nhiên cái là bao nhiêu cái là ngộ nhận nó rớt một cái đùng xuống hết, thì tự nhiên cái trí huệ nó thế chỗ, chứ không hề có một cái sự, không có cái gì mà nó bị diệt trừ, không có cái gì diệt cái nào, không có, không có nào diệt và không có nào bị diệt, không có, mà chỉ có sự thay thế cái sự thế chỗ thôi nha. Nó gọi là Kaliko. Rồi Opanajiko có nghĩa là các pháp trên đời này á, mọi sự trên đời nó chỉ có hai, đi xuống, không đi lên thì đi xuống. Thì dầu mình có bố thí trì giới thiền định gì đi nữa, mà hãy còn có cái lòng là thích thú trong ba cõi sáu đường, thì sớm muộn gì mình cũng trở về cái đơn vị gốc là xa đọa ha. Nhưng mà cái lời dạy của Phật thì không, làm đúng lời Phật thì chỉ có đi lên mà đi ra thôi. Còn cái đời sống phàm phu, dầu mình có hiền lương đức hạnh cách mấy, mà chỉ cần mình không có hiểu được cái đạo giải thoát, thì mình thế nào cũng phải trở vô và đi xuống. Còn Phật dạy lúc nào cũng đi ra và đi lên hết, cho nên gọi là pháp, gọi là pháp hướng thượng, Opanajiko nha. Rồi Sandhetiko là cái pháp, pháp có điểm độc đáo, nghĩa là không có chuyện mà ông ăn mà tôi no nha. Sandhetiko nghe đây có nghĩa là gì, là sát văn disati, nghĩa là tự mình thấy, à, tự mình thấy chứ mà thấy gì mai hết nha, mai thấy thấy gì mai hết. Gọi là Đức Phật là khi mà ngài thành đạo với gốc Bồ Đề thì ngài thấy, ngài không có thể thấy dùm vô tịnh tạng được, không thể được. Rồi ngài cũng không thấy dùm bà Ma Gia được, ngài cũng không thấy là bà Gia Du được. Mà những người đó phải có đủ cái căn lành giải thoát, rồi phải lắng nghe chánh pháp, rồi có hành trì thực hành đó, thì họ mới có cái thực hiện thực hành, thì họ mới đắc định được cái quả thánh, thánh trí giác ngộ. Chứ còn mà Đức Phật không có đắc dùm ai được hết nha, nhớ nhớ. Tôi không bao giờ mà tôi có cái, không phải pháp tối thượng, pháp hướng thượng. Trời đất ơi, đã nghe không rõ mà còn chế người ta, nó mới ghê chứ. Rồi rồi mình sanh đến tí cô. Rồi bách chấp tăng về đi tắp bồ huynh nhu hỷ. Bách chấp tăng có nghĩa là tự mình, về đi tắp bồ huynh nhu hỷ có nghĩa là người trí, có nghĩa là cái giáo pháp của Phật đòi hỏi phải là người trí. Phan còn thiếu cái là ehi bách sĩ cô, có nghĩa là cái lời Phật đó là cái gì, giáo pháp của Phật là những cái sự thật mà thách thức thử nghiệm, à cái này mới ghê. Ê hí pasico là thách thức thử nghiệm, có nghĩa là cái gì mình tuyên bố một cái điều gì đó mình cũng sợ người ta là bắt bẻ mình ha. Nhưng mà riêng Phật pháp thì không, Phật pháp này là mình cái người có trí tự họ tới họ bươm, kẻ nào mà càng nghi ngờ dữ dội chừng nào, ở lục lạo là đào xới bươi móc dữ dội chừng nào, thì kẻ đó lại là cái kẻ hiểu đạo nhiều nhất. Còn nếu mà cái đạo mà đạo tào lao đó, là người ta đang nghiên cứu thời gian người ta nản, làm ơn đừng có bắt tôi phải ví dụ, nhưng mà tôi chỉ nói chung chung, có nhiều cái tông phái giáo lý nghèo nàn, có một cuốn hai cuốn đọc tới đọc lui mâu thuẫn tùm lum, trang trước chửi trang sau chửi trang kế tiếp, mà cứ như vậy. Nhưng mà riêng Phật pháp thì không. Ehi Pasico có nghĩa là anh có lòng nghi ngờ, anh cứ nhào vô anh tìm hiểu đi nha, mà nhớ tìm hiểu cho đàng hoàng nha, tìm hiểu cho kỹ nha. Mà anh càng tìm hiểu thì anh càng mê nha. Thí dụ như ai thì đạo mình thấy nó chiếc đầu thì, nhưng một khi mà nó giống như toán vậy đó, quý vị mà ngán không biết thì ngán, thì mà tới hồi mà nhào vô mà dính được nó rồi, có duyên người kết duyên nhau rồi thì bỏ không được, nó nghiện. Bởi vì không có ai thì đàm thì học đọc kinh tạng không có hiểu, kính thưa quý vị nha. Cho nên giáo pháp Phật là e pasico, nghĩa là thách thức thử nghiệm, và cái cuối cùng là pachatang vedatapo vinyuhi, có nghĩa là giáo pháp của Phật là đòi hỏi phải là người có trí. Là sao? Khi mà Phật mới thành đạo với gốc cây bồ đề đó, Phật không có muốn đi hoằng pháp, bởi vì Phật thấy rằng đặc chứng cái này nó khó quá, mà cái con đường giải thoát là đi ngược đời, người ta thích cái này thích cái kia, mà trong khi đó Phật pháp rồi kêu người ta buông cái này buông cái nọ thì chết rồi. Thì Phật nghĩ như vậy, Phật không có muốn đi hoằng pháp. Thì lúc đó Phạm Thiên mới biết được suy nghĩ đó của ngài, Phạm Thiên mới xuống quỳ chân Phật á. Phạm Thiên bạch là bạch Thế Tôn,
sen ở trong nước nó cũng có con đó, nó nằm trong bùn, nó vùi sâu ở trong bùn non á. Rồi xoan cũng có con đứa nó ngồi lên nửa chừng ở trong nước, có con đứa nó ngồi là lấp ló trên mặt nước, và có những cái đó sen nó ngồi lên hẳn. Mà trong số những cái thứ mà ngồi lên nó có cái những đó nó chờ 1-2 ngày, 1-2 tuần nó mới nở, có những đó nó chỉ cần chờ là nắng lên sương tan lập tức bung ra liền. Và chúng sanh cũng vậy, cũng có người về người khác. Xin Thế Tôn là mở cái lòng đại bi mà lên đường hoằng pháp. Thì trong kinh nói không phải đợi Phạm Thiên thỉnh Thế Tôn mới biết suy nghĩ, nhưng mà tại vì mọi chuyện nó diễn ra trong 1/1 tỷ của giây thôi. Có nghĩa là khi Thế Tôn thấy như vậy đó, Thế Tôn thấy rằng ta có đi hoằng pháp chỉ mệt thôi, chỉ mới cái suy nghĩ đó là Phạm Thiên xuất hiện. Còn mình tưởng tượng là chắc là Phạm Thiên nói rè lê, lê la vậy là Phật mới từ từ, Phật mới ngồi suy nghĩ. Không phải, mà mọi chuyện nó diễn ra rất là nhanh. Có những cái chuyện nó diễn ra rất nhanh mà mình kể lại thì nó rất là lâu. Chắc tôi nói đây các vị biết mà nha. Có những chuyện nó diễn ra rất là mau, trong nháy mắt, mà mình kể là nó dài dòng, nó lê thê lắm nha. Thì ở đây cái đạo này muốn hiểu được, muốn nghe được, muốn tu được, phải là người anh phải thấy được năm dục là đáng sợ, anh mới tu thiền. Anh phải thấy thiền nó là đáng sợ, anh mới lìa bỏ cái lòng đam mê trong thiền chỉ, anh mới tu thiền quán nha. Mà anh phải thấy rằng thiền quán nó chỉ là phương tiện để tu tập, chứ nó chẳng là cái để anh kiêu ngạo tự phụ, thì anh mới đi xa, đi lên cao được. Chứ còn đằng này anh buông mọi thứ, anh qua miếng điện anh tu, anh ngồi có nổi da gà phỉ lạc, nghe cái mông nó nhẹ nhẹ, là anh về anh coi người ta như con của anh, thì nó là làm sao. Có nhiều người không đi hành thiền dễ thương, cái thứ mà hành ba mớ ớn chết luôn vậy. Tay nó có một câu thế này nè, tay nó nói cái người không đọc sách thì đáng sợ, nhưng mà đáng sợ nhất mấy thằng cha đọc có một cuốn. Có nghĩa là sao, cái thằng dốt mà nó mới ngán, mà mình ngán cái thằng nó tự hào với cái dốt của nó mới ghê chứ. Cho nên anh đây chỉ là người trí mới hiểu đạo được cái chỗ là Phật dạy vạn hữu rồi vô ngã vô thường, đúng. Mà ngay cả cái nhận thức đó của mình nó cũng là vô ngã vô thường. Chứ tôi trong đời làm thầy chùa tôi có gặp cũng một vài ta là coi như là tháng 8 ngày giới, rồi cũng có cúng dường nguyệt liễm trong chùa, rồi nghe pháp, rồi đọc đâu 5-3 cuốn kinh, rồi có quen với thầy bà tăng ni ở ngày này ngày nọ vậy đó. Trời đất ơi, nó mở miệng ra nó thấy ghét vô cùng. Mà tôi nói cái tên này mà nó không biết đạo còn ngây hơn. Cái thứ mà càng biết đạo nó càng thấy ghét. Thì cái đó là không có được, cái đó không phải là bất chấp tăng vi tập bồ vi nhu hi. Cái Phật pháp là dành cho người có trí, có nghĩa là mình phải nhớ rằng tất cả cái biết của mình chỉ là cái biết của một anh tù đối với cái phòng giam của anh thôi nha. Và phải nhớ rằng đó là dầu mình bị xiềng bằng cái xiềng bằng sắt, hay là cái xiềng bằng vàng, hay là bằng platin, bằng platinum, có cẩn hồng xoàn đã nói cái xiềng, thì cái xiềng bằng cái gì nó cũng là dây xiềng với sắt nha. Thì hồi xưa mình bị xiềng bởi tiền bạc, tình cảm trai gái, bị xiềng bằng tình cảm gia đình. Rồi bây giờ mình không còn gì hết, mình cạo đầu đắp y, mình đi tu, bây giờ mình chỉ biết có kinh điển thiền định giới luật. Đó, thì ngon quá, tốt quá, quý quá. Nhưng mà mình lại chấp vào những thứ mình có, thì lúc bây giờ mình không bị xiềng bằng cái xiềng sắt nữa, mà mình chuyển qua mình bị xiềng bằng cái thứ nó sang hơn, nó quý tộc hơn, nó đại gia hơn, đó là xiềng bằng vàng. Mà quý vị về thử giùm tôi đi, xiềng mà cái giống gì nó cũng khổ muốn chết luôn vậy đó nha. Các vị cứ biết cái chuồng cọp mà người ta giam tù ở ngoài Phú Quốc thôi, là một cái củi hay là cái chuồng mà bốn bề kẽm gai nha, mà nó là một cái thùng vuông, cái thùng nó đúng mà là một cái chuồng đúng hơn, mà thùng vuông mà mỗi cạnh nó chỉ có 1 mét thôi. Cho nên cái người ngồi trong đó nó thẳng lưng cũng không được, mà dừng nằm cũng không được, mà ngồi không được, đứng càng không được. Cứ tối ngày khum khum mà nguyên một cái củi bằng cây kẽm gai như vậy đó, mình dựa cũng không được, nó đem nó liền ngoài nắng nha. Thì phải nói đó là phàm phu mình tự mình trói buộc mình vào rất là nhiều thứ phiền não, cũng giống như là cái củi mà bằng kẹp vừa nói vậy đó. Có nghĩa là dựa không được, đứng được, nằm được, ngồi không được, mình cũng vậy. Mình cứ chấp cái này, mình ghét cái này, mình thương cái kia, cuối cùng đụng đâu cũng khổ hết trơn, đụng đâu cũng khổ. Mình khổ vì những thứ nó làm cho mình ghét, mà mình lại cũng khổ vì những thứ nó làm cho mình thương, mình thích. Mình khổ vì những thứ nó làm cho mình vui, mà dĩ nhiên mình cũng khổ vì những thứ nó làm cho mình buồn. Chỉ có người trí khi mình nhận ra cái này nè, thì nghĩ mới phải hiểu rằng
buông bớt thì nó bớt khổ, chứ còn gánh nhiều thì khổ nhiều, chỉ vậy thôi. Đó là lý do đạo Phật gọi là bát chánh tăng vi thập bộ nguyên như ý. Và cái cuối cùng tôi giảng xong tôi nghĩ luôn, tôi mệt quá rồi. Các đức tăng á là su pa đi ban nô ba ca ba tô sa ba ca sang cố, thì tôi gom chung tôi giảng lời Phật dạy đó là chư tăng á, ở đây đó là chỉ là thánh tăng nha, chứ phàm thì không. Tại sao không kể phàm tăng? Là vì phàm tăng á, nắng sớm mưa chiều mà mưa nhiều hơn nắng, là sao? Là lúc tu lúc không tu đó. Rồi chưa kể một là trong đời sống lúc tu tốt lúc tu dễ vui, rồi khi mà chết rồi đó có nhiều khi là đi về một cảnh giới không có tu hành gì hết. Cho nên cái phạm tăng ở đây không có kể. Còn cái thánh tăng á, cái người thánh, cái chữ tăng ở đây không có phải là mấy người không có tóc nha, mà cái sa và cái sanh khô đây là ám chỉ luôn cho cư sĩ, những người cư sĩ mà đắc minimum là sa quả. Ồ, ghê chưa? Tăng bảo sanh khô ở đây kể chung những người tăng ni cư sĩ chứng ngộ sơ quả trở lên nha. Cái chữ tăng ở đây thì hiểu vậy đó, chứ còn mà phàm không có kể nãy tôi nói rồi. Phàm thì tu lúc về lúc khác, nắng sớm mưa chiều, mưa nhiều hơn nắng. Rồi thứ hai nữa đó là tăng, nếu mình kể cho đủ là bốn đôi tam vị, có nghĩa là bốn đạo bốn quả, còn mà kể gọn thì chỉ có là bốn tầng thánh là được rồi nha. Rồi chư tăng tăng bà tăng thánh tăng á thì đáng được chư thiên và nhân loại cúng dường. Cái này phải nói rõ là thánh tăng nha, cúng dường cho phạm tăng cũng có phước, nhưng mà được gọi là phước điền thì phải là thánh tăng. Vậy trong kinh phải coi nữa, cúng dường phân biệt kinh trung bộ nha, cái này phải coi thêm. Thì cúng dường cho một cái vị thánh mà sa quả dầu là cư sĩ thì cái công đức không sao kể xiết. Cư sĩ nha, một người cư sĩ mà 7 tuổi cũng được, nó một người con gái 7 tuổi như bà Quý Sa Kha 7 tuổi đắc tu đầu quần, thì mình quỳ mình lạy chân bả rồi mình cúng dường cơm nước cho bả thì cái công đức không kể xiết, bởi vì bả đã vĩnh viễn không còn dục, còn tà kiến và hoài nghi. Một con người vĩnh viễn không còn tà kiến hoài nghi, nhớ nha. Mình nói không có rõ thì bà con đâm râm, có nhiều người ở đây họ nghe là họ giận, họ nói là ông suối bố thí chỗ không phải. Tôi phải nói rõ là thánh nha, thánh. Cho nên là các vị đó là thánh tăng, là những vị tu đúng theo cái lời dạy của Đức Phật. Ba cái đầu tiên su pa đi ban nô, rồi nha su pa đi ban nô, sa mi su pa đi ban nô, mấy cái đó nó có một nghĩa chung, nó là tu đúng, tu đúng với lời dạy của Phật, của chư Phật ba đời mười phương. Rồi toàn bộ mấy cái sao đó có cái nghĩa là chư tăng thánh tăng á, xứng đáng. Ở đây không nhìn tăng thì thánh nhân đi ha, tất cả thánh nhân xứng đáng để được trời người ba cõi lễ bái cúng dường, và các ngài là phước điền vô thượng cho đời. Tại sao gọi là phước điền? Bởi là bởi vì chư Phật cúng dường cho chư Phật thì báo phước báo nhiều thiệt, nhưng mà chư Phật thì Đức Phật thì chỉ có một thôi và ngài sống hết tuổi thọ là ngài phải đi, nhớ nha. Tăng ở đây đó là dĩ nhiên là tuổi thọ phải nhiều hơn Đức Phật, là tại vì tăng vị này tịch còn vị khác thay thế nha, mà không có vị này thì lại cũng có vị khác đó, tức là tăng không phải là một vị, và tuổi thọ của cái gọi là tăng bảo nó cũng nhiều hơn tuổi thọ của Phật bảo. Cho nên đó là lý do tại sao tăng được gọi là ruộng là như vậy. Tại sao Đức Phật kia cũng là ruộng chứ, nhưng mà ngài bản thân ngài không có nói, ngài không có gọi, mà ngài gọi chư tăng là cái lý do đó. Lý do là bởi vì phải ghi nha, gọi thánh nhân là ruộng phước vì số lượng và thời gian trụ thế đều nhiều hơn, nhiều hơn ngay ta, nhiều hơn Đức Phật. Điều kiện gặp gỡ cũng dễ dàng hơn. Có hiểu không ta? Vì cái ruộng thì nó bao la, ruộng thì mênh mông. Tôi biết nghe kể không? Ruộng thì bao la, ruộng thì mênh mông. Cho nên nó được gọi thánh nhân là ruộng phước, là vì số lượng thì đông, không có thánh này có thánh khác.
rồi thời gian cũng nhiều. Thí dụ như bây giờ Phật mình ngài trụ thế có 80 cái ngày tịch rồi, mà đôi khi ngày tịch rồi đó thánh tăng á, trụ thế còn là biết bao nhiêu là sao nó hết. Cho nên thời gian trụ thế cũng lâu hơn, mà số lượng nhiều hơn, mà điều kiện gặp gỡ cũng dễ hơn. Thí dụ như bây giờ mình không gặp ngài Xá Lợi Phất, mình gặp ngài Hạ Nan, mình không gặp ngài Hạ Nan, mình gặp đệ tử ngài Hạ Nan, mà không gặp đệ tử ngài Hạ Nan thì mình gặp đệ tử ngài Xá Lợi Phất, không gặp đệ tử ngài Xá Lợi Phất mình gặp đệ tử ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, vân vân. Nói chung là thánh nhân là mình rất là dễ gặp nếu mà so với Đức Phật. Đó, Đức Phật cũng là thánh nhân nhưng mà ngài là tổ của thánh nhân, ngài là sư phụ của thánh nhân, trong kinh gọi ngài là Mu Ninh Đá. Mu Ninh Đá tức là Mu Ninh Đá là sao ta? Mu Ninh Đồ, Mu Ninh Đá có nghĩa là sư của các bậc thánh. Đó, sư phụ của các bậc thánh. Mà mình nghe nói sư phụ là biết số ít rồi nha. Ví dụ như bước vô cái võ đường mình nghe nói sư phụ là mình thấy số ít, mà nghe nói huynh đệ trong võ đường là mình thấy nhiều rồi đó. Chứ mình nghe nói sư phụ là mình thấy tối đa là hai sư phụ, ba sư phụ thôi. Thí dụ như vậy. Nhưng mà riêng trong giáo pháp này thì sư phụ chỉ có một mình được Phật Chánh Đẳng Giác thôi nha. Ok, bữa nay mình học xong cái chương gì ta, chương Mục Kiền Liên rồi. Ngày mai học, ngày tuần sau học tiếp. Chúc các vị một ngày thật là vui. À, sẵn đây cũng thưa luôn bà con, đừng có bao giờ dùng cái room này để thông báo những cái gì mà chưa cho chúng tôi biết nha. Có nhiều khi có những cái mà sau này nghe lại nó muộn màng nha. Mình chỉ dùng cái room này để nghe pháp thôi. Xin cảm ơn bà con rất là nhiều và chúc bà con một ngày vui, và đặc biệt như ghi nhớ những cái điều mà chúng tôi trình bày trưa nay trong buổi giảng này nè, hỗ trợ rất là nhiều cho những người sơ cơ chứ không phải là được nghe cho vui. Ok, các bạn.